Hello, xin chào tất cả các em Chào bạn Bắc Phạm, bạn Thanh Nhàn, Huỳnh Anh Đại Phú, Dương Tuấn Kiệt, Tư Lương, Nguyễn Minh Bạn uh, Huỳnh Vi, Minh Ngờ, Ngọc Thiện, Vũ Thí Liên uh, Rồi, bạn Nguyễn Minh em yêu thầy à? Thầy cũng yêu các em Chào bạn Trang Thùy, Lê Khang, Quỳnh Như, Nguyễn Thúy hương, Huỳnh Hà, Kỳ Duyên Rồi, hôm nay thầy trò chúng ta sẽ có một buổi lao Ngoài Pết Đó là chủ đề phát biểu đúng sai Đây là một trong những chủ đề quan trọng nhất vào khó kiếm điểm nhất trong kỳ thi cho phổ thông quốc gia của em sang năm và đây là một cái bài mà rất dễ mất điểm đúng nhỉ nó sẽ là cái phần chính để quyết định điểm cao hay điểm thấp của chúng ta nên thầy rất mong là chúng ta có những buổi chúng ta luyện tập sâu về những cái phát biểu đúng sai như thế này thì chúng ta sẽ nắm lại cho thầy các kiến thức lý thuyết mà em đã chưa nắm chắc trong thời gian vừa qua và chúng ta có cơ sở để chúng ta ôn tập cho kỳ thi tương lai nhé các em chú ý hộ thầy là cái môn hóa hiện nay á là theo cấu trúc của chương trình mới của đề thi mới thì nó sẽ trọng tâm lý thuyết hơn là soi bài tập và có thể là theo như đồn đoán của một số người thì cái kỳ thi kiểu mới có thể tới tận 90% là lý thuyết mà 90% lý thuyết thì chắc chắn là bốn cái câu đúng sai trong cái cấu trúc đề thi kiểu mới đó là chiếm 4 điểm đúng không thì chủ yếu sẽ hỏi về lý thuyết thôi nên thầy rất mong chúng ta đó là chúng ta học ở đâu đi chăng nữa nhưng mà cái mấu chốt là chúng ta phải nắm thật vững cho thấy các kiến thức lý thuyết đúng nhỉ sau đó chúng ta sẽ thực hành luyện tập nhiều thì chúng ta sẽ nhớ và làm nhiều đề thi thử làm nhiều đề kiểm tra và học nhiều buổi như thế này thì chắc chắn chúng ta sẽ nhớ rất sâu thôi rồi chào một số bạn vào sau bạn nguyễn quý bạn nguyễn hoàng quân duy anh phạm nhàn hoài tâm bạn trần như hải việt chiết vũ bạn dương nguyễn lê khang trọng nguyễn nguyễn khải kỳ vũ đình tuấn An Trần vân vân rất nhiều bạn vào sau thầy đọc, đọc tên sau nhé bây giờ có lẽ là thầy cho chúng ta sẽ chữa luôn được nhỉ thì thầy nhắc các bạn đó là cái chủ đề đúng sai này nó sẽ chiếm trọng số là trong đề thi nó sẽ có 4 câu và có 4 ý mỗi một câu là một điểm chỉ cần sai một ý là trừ mất 0,5 điểm em mà một câu này một điểm em sai 3 ý em chỉ được có 0,1 trên một điểm thôi nhá Nên là bây giờ chúng ta sẽ chữa luôn thầy ơi kiến thức lớp 10 lớp 11 chiếm khoảng bao nhiêu trong đề thi thì cái này thì chưa biết được tại vì là bộ dục đào tạo chưa công bố cấu trúc đề thi mới, chỉ mới công bố sơ bộ thôi và chúng ta phải đợi thêm và tầm thường là tháng 9 khi bộ dục đào tạo đầu đầu năm ấy người ta sẽ có những cái quyết định cho chúng ta. chúng ta yên tâm là nội dung chính vẫn vào trọng tâm lớp 12 được chưa? Lớp 12 ít nhất thầy dự đoán phải ít nhất chiếm 70 đến 80%, còn lớp 10 11 thì chiếm khoảng 20% hoặc 30% là cùng thôi. Nên chúng ta cứ trọng tâm học các kiến thức lớp 12 đã rồi chúng ta đợi thêm cái đề minh họa của bộ thì lúc đấy chúng ta mới có định hướng ôn tập lớp 10 11 rõ ràng được. Hiện nay thì thầy nhắc các em là chúng ta cứ trọng tâm học thật kỹ những kiến thức mà mình đã học ở lớp 12. Chủ đề ester lipid là chủ đề 1, chủ đề các carbohydrate chủ đề 2 vân vân. Được chưa? Thế giờ chúng ta sẽ cùng nhau chữa luôn nhá Những ai đang xem livestream chúng ta comment chào thầy, chúng ta có thể chia sẻ cái bài livestream này về tường đúng nhỉ? Hoặc đăng lên story của em cũng được. Chúng ta comment thầy câu 1. Nào, câu 1, chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dậu không thanh lịch cũng người chàng an thì nó nói đến cái ester benzin acetat thế bây giờ chúng ta biết benzin acetat ta phải vẽ cái acetat trước là ch 3 co benzin là CH2 và C6H5 đúng nhỉ anh này có công thức phân tử ta đếm thấy nó là C9 H ở đây nó là H10 và O2 đúng chưa vậy thì câu A của mình là sai câu A nó bảo H12 là sai này câu A sai câu B thì nó bảo em là anh này có độ bất bão hòa bằng 3 thì bây giờ nhiều bạn sẽ không hiểu cái độ bất bão hòa là gì có nghĩa là cái giá trị K á bằng gì? Chúng ta nhớ là bằng 2 nhân 9 trừ đi 10 cộng 2 chia cho 2. Thì K của anh này nó sẽ bằng 2 nhân 9 là 18 nhé. 2 nhân 9 18 trừ đi 10 còn 8 cộng 2 chia 2. Thì K anh này bằng 5 cơ. Để chưa? Độ bất hoa phải bằng 5 nhé. Cái này bằng 5. Câu B cũng là câu sai. Câu C X có danh pháp theo tên thay thế là benzin methanoat là sai. Cái axit của chúng ta ở đây nó là acetic là tên thường gọi còn tên thay thế của nó phải là ethanoat Bỏ cái chữ M đi, để cho câu C cũng là câu sai. Câu DX là ester no đơn chức, sai thì chắc có vòng benzen thì không thể no được, đúng nhỉ? Không thể no được. Nên tóm lại bài này là tất cả đều sai, được chưa? Đấy, thì đọc tên những bạn nào được chọn vẹn một điểm nhé. Đó là bạn Thanh Nhàn, bạn uh, Nguyễn Hoàng, bạn gì nhỉ? Nguyễn Thùy Dương, Nguyễn Huy, Huỳnh Vi, Minh Tuấn. Đó, bạn uh, Thảo Nguyễn, Nguyễn Quy, Nguyễn Quý, rồi an trần trọng nguyễn nhi lê lương quỳnh chi trần hạnh nga nguyễn phúc di hoàng kiệt trần như chu nam đấy lâm khải hoàn ngô đức khiêm phúc đoàn đàm hiếu đỗ quyên ok các bạn đấy rất tốt ở đây thì trong lúc đợi các bạn vào sau thì nhắc lại cho các bạn công thức tính độ bất bão hòa em nào mà quên thì ghi lại cxhioz thì có thì nt luôn đi có thêm nay like cho dần nhé có độ bất bão hòa bất bão hòa Độ bất bão hòa chính là độ không no cộng số liên kết pi cộng số vòng. Em ghi thầy là số liên kết pi cộng số vòng. Thì nó có giá trị k thì bằng. Chúng ta nhớ này ta cứ lấy hóa trị trừ đi 2 nhân số nguyên tử. Thì carbon của mình là hóa trị 4. Trừ đi 2 thì nó còn 2 nhân x. Được chưa? Cộng với hydrogen hóa trị 1. 1 trừ đi 2 thì chúng ta sẽ hiểu là 1 trừ 2 thì nó bằng trừ y. Được chưa? Oxygen là hóa trị 2. 2 trừ 2 nhân với z là 0 nhân z. Nitrogen trong hợp chất hữu cơ hóa trị 3 là ta cộng với T, tất cả cộng với 2 và chia cho 2. Ai mà không nhớ công thức tính độ bắt hòa xin mời các bạn ghi lại. Được chưa? Câu 1, tất cả đều sai, để chưa nhỉ? Thêm bạn Mai Chi, bạn Nguyễn Tường, một số bạn nữa. Ok các bạn, tiếp tục chúng ta sang thầy câu số 2. Câu số 2 thì nói cho em cái ester có uh, mùi cam đúng nhờ? Nó là octin acetat. Thế bây giờ chúng ta không cần nhìn tên gọi chúng ta có thể đếm được này. 1 2 3 4 5 6 7 8 thì cái gốc này của chúng ta là có 8 carbon ở gốc alcohol thì acetat của mình nó là CH3COO. Cái gốc octin này là gốc no thì là C8. Chúng ta nhớ là gốc no là CnH2n cộng 1. Vậy thì cái này nó sẽ là C8H17. Được chưa? C8H17. Và bây giờ nó bảo là tên thay thế theo danh pháp thay thế. Nào, danh pháp thay thế thì không phải là acetat mà phải sửa thành là ethanoate. Được chưa? Đấy, câu A mình vẫn sai câu 3 sai câu này đầy bạn bị lừa các em ơi chú ý hộ thầy đây là tên thay thế nhé tên thay thế được chưa các em sai hết rồi tên thay thế thì chúng ta phải đọc cho thầy thật kỹ là ethanoat được chưa trời ơi câu 2 có 6 nhóm metilen thì chúng ta chú ý hộ thầy này trong đây này có bao nhiêu nhóm metilen chúng ta có 1 2 3 4 5 6 7 nhóm xét 2 cơ đấy nhóm metilen là cái nhóm ở giữa con đầu này nó là xét 3 được chưa Câu B của mình cũng là câu sai. Câu C của mình câu B ta phải sửa thành 7 nhóm. Câu C nó bảo công thức của X là C9H18O2. Nào ta nhìn là C9H18O2 đúng không? Thì anh này của mình nó sẽ là C10 H20 và O2. Câu này tiếp tục là câu sai nhé, C10H20O2. Câu D nó bảo X được tạo nên từ ancol có tên danh pháp thay thế là octan 1ol. Thì chúng ta chú ý hộ thầy là cái alcohol của chúng ta là C8H17 và OH Thì tên thay thế của nó octan 1O là đúng Được chưa? Câu số 2 là sai 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 đúng Được chưa nhỉ? Đấy câu này em không cẩn thận em sẽ bị nó lừa Ở cái chỗ tên thay thế Tên thay thế ta phải dùng axit bằng tên thay thế Bởi vì axit này có hai cách gọi là Cách thường gọi là acetat còn tên thay thế của nó là ethanoic hay là chúng ta đọc vào ester nó phải là ethanoate Được chưa? Thầy chỉ nhìn thấy một số bạn trả lời chính xác câu này Đó là bạn Thúy Hường Đấy, bạn Vũ Vanh Bạn Phạm Ngọc Hùng Nguyễn Huy Rồi, đấy một số bạn nữa à, Tiếp tục nhé Chúng ta sang câu thầy câu uh, số Câu số 3 Câu số 3 thì nó nói đến cái Acaron Để chưa, Acaron Thì bây giờ chúng ta phải chú ý hộ thầy này Cái nhóm này là nhóm Ester Nhóm này là nhóm Ester thì ở đây chúng ta có anh này là CH3 đây là CH đây là CH3 thì cái hôn của nó ấy, nó sẽ là CH3 CH CH3 đây OH còn cái phần phía trước thì nó vân vân chúng ta để trống đấy được chưa nếu mà thủy phân trong môi trường kiềm thì cái hôn của chúng ta bây giờ ấy, nó là propan hai ôn được chưa đấy thì bây giờ câu a nó bảo này trong phân tử hôn có nhóm chức ester này nhóm này nhóm ester này nhóm này nhóm hôn này đúng chưa thì câu a của mình là đúng câu a đúng nhé câu b thì nó bảo em đó là đun nóng acaron với axit đặc sẽ ra phản ứng tách nước thì các em chú ý hộ thầy là ở đây là cái cái OH này này là nó có thể tham gia phản ứng tách nước nhưng anh này là chỗ này nó hết khả năng để tách được rồi bởi vì xung quanh đây toàn là carbon thôi không có hydrogen đúng nhỉ nguyên tắc là tách nước là OH sẽ bị tách cùng hydrogen ở thằng bên cạnh nhưng mà tất cả ba cái anh bên cạnh với carbon mà chứa cái này này là không có hydrogen nữa để chưa không có hydrogen thì không thể tách được nước Đấy nên là đun với axit đặc lúc này không có phản ứng tách nước nhé Nên câu này của chúng ta là sai Được chưa? Em ghi thấy cái này sai em ghi mở ngoặc Đó là các nguyên tử carbon xung quanh Là không có hydrogen để tách nước Để tách nước Nguyên tắc là tách nước là OH bị tách cùng cái nguyên tử hydrogen ở carbon bên cạnh Nhưng mà tất cả các ông hàng xóm với cái ông này này Là không có hydrogen thì nó không thể tách được Nên câu B của chúng ta là sai Được chưa? Câu D công thức phân tử của acaron là C17H14O3BR2. Bây giờ chúng ta đếm thầy bao nhiêu C nhé. Hai cái vòng benzen này này là 12 C. Được chưa? 13 này, 14, 14 với lại 3 carbon đấy thằng này là C17. Được chưa? C17 đúng rồi này. Nhưng bây giờ H bao nhiêu? Một là em đếm thủ công. Hai là em sử dụng công thức tính độ bất bão hòa bên trên. Nhưng mà thôi bây giờ ta đếm thủ công cũng rất là dễ. Chúng ta nhớ thầy đây là C này. Cái vòng benzen bây giờ một cái vòng này nó sẽ là C6H4. Được chưa? hai cái vòng benzen này nó sẽ là hai cái lần C6H4. Bây giờ đếm nhá, H4 với H4 là 8 này. 8 cộng với chỗ này là 7 k 7 hai nó dần nữa là 7 là 15, 15 với 1 đây là 16, được chưa? 16 chỗ này carbon nữa nhá. Đây chúng ta đếm cho thầy là tổng anh này là uh, chúng ta đếm lại là 4 cộng 4 là 8 này. Được chưa? 8 ở đây thì ta thêm cho thầy với chỗ này nó là 7 nó là 15, 15 với 1 16 thì cái này là H16 cơ. Được chưa? Đề bài nó bảo bà H14 sai luôn rồi. Đấy. Tiếp tục là O3 đúng là 1 2 3 oxygen này, O3 BR2 chứ nó không phải là C17H14 được nữa. Nên là chốt lại là câu này vẫn tiếp tục là sai, sửa thành H16. Tiếp tục câu D là 1 mol acrolein có khả năng tham gia phản ứng với 6 mol hydrogen. Thì em nhớ hộ thầy là trên một cái vòng benzen này này còn 3 núi đôi thì nó sẽ tác dụng với 3 hydrogen. Hai cái vòng benzen thì nó có 6 núi đôi sẽ tác dụng với 6 hydrogen. Còn cái này nó là nhóm chức ester thì nó không cộng được với hydrogen ở đâu, được chưa? Vậy thì anh này là 6 hydrogen là đúng. Chốt lại câu 3 là đúng sai sai đúng, được chưa nhờ? Những câu này rất nguy hiểm. Đấy thì rất nhiều bạn trả lời rất tốt câu số 3 như bạn Bắc Phạm, bạn uh, gì đây? Bạn Nguyễn Minh Ngờ, Phan Huyên, Nguyễn Tường, Phạm Ngọc Hùng, Trần Hoàng Khá hay Trần Hoàng Kha, Lê Khang, Nguyễn Minh, Lương Quỳnh Chi, Ngô Đức Khiêm, Huy Khoa, Trang Thủy. Rồi, đấy, một số bạn trả lời rất tốt Tiếp tục sang thầy câu số 4 Câu số 4 thì nó cho em bốn cái chất này Thì thầy nhắc các bạn là trong những hợp chất hữu cơ mà mình hay gặp ấy Là axit này, ancol này, ester Được chưa? Thì axit carboxylic là có nhiệt độ sôi cao nhất Vậy thì Z của mình nó phải là carboxylic axit Z ở đây thì chúng ta chỉ có thể lựa chọn được acetic acid là Z3COH Được chưa? Thầy vẽ hộ các bạn nhé Etin acetat là z 3 c 2 h 5 này propan một ol oh là C3H7OH là ancol nhé. Acetic acid là c 3 coh này. Và anh cuối cùng của chúng ta là metin format là HCOCH3. Được chưa? Acid cao nhất, thứ nhì ancol. Vậy thì anh có nhiệt độ sôi cao thứ nhì là ancol là propan một ol oh là C3H7OH. Được chưa? Bây giờ X với Y nó phải là ester. Thế bây giờ ester nào có khối lượng mol bé hơn, kích thước bé hơn thì cái tương tác van der Waals giữa các phân tử đó yếu hơn, do đó là nhiệt độ sôi nó thấp hơn. Nên X của mình ở đây nó chính là Methyl format, đúng chưa? Còn cái anh Y của chúng ta nó chính là etin acetat. Rồi, thế giờ phát biểu nào đúng? Thứ nhất nó bảo em là X Z với T tạo được liên kết hydrogen liên phân tử chính xác. Chúng ta nhớ hộ thầy là axit với alcohol đúng không? Chú ý, carboxylic axit này, alcohol này, những cái này là tạo được liên kết hydrogen liên phân tử và chính vì nó tạo được liên kết hydrogen liên phân tử nên nó sẽ giải thích được nhiệt độ nóng chảy nhiệt độ sôi của axit carboxylic hay là alcohol nhiệt độ sôi cao hơn những anh còn lại. Được chưa? Câu A của mình là đúng. Câu B thì nó bảo em đó là x là etin acetat là sai. X của chúng ta ta vừa nói nó là metin format. X là metin format. Câu B của chúng ta là sai. Câu C, y có khối lượng phân tử lớn nhất trong bốn anh này. Y của mình phân tử khối là 88 là lớn nhất. Câu C đúng. Câu D Z có trong giấm ăn với nồng độ từ 2 đến 5% chính xác. Chúng ta biết là acetic acid là thành phần trong giấm ăn, nồng độ từ 2 đến 5% và quyết định vị chua của giấm, đúng nha. Chốt lại câu 4 là đúng sai đúng đúng. Để chưa? Nói chung câu 4 thì các bạn đúng rất là nhiều, Thì đọc được một số bạn comment rất tốt như bạn Tấn Phùng, Dương Nguyễn, Bin Bin, Nguyễn Tường, Phan Huyên, Minh Ngờ, Anh Tô, Tráng Hoàng. Đấy, bạn Bùi Diệu Thảo, uh, Huỳnh Vi, Tấn Phùng, Thảo Nguyễn, Minh Hiếu, Phạm Ngọc Hưng, rồi, bạn Hiếu, bạn uh, Trần Hờ Nga, Hoài Tâm, Ngô Đức Khiêm, Nguyễn Minh. Đấy, Trần Hoàng Khang, Nguyễn Thùy Dương, Lê Hoài Phương Anh. Bạn Minh Hiếu, Anh Thư, ok các em. Rồi, chào các bạn vào sau nhé. Tiếp tục. Sang cho thầy câu số 5. Câu số 5 thì đây là phản ứng gì? Phản ứng này nó bị che mất cái mũi tên này nhé. Em chú ý hộ thầy cái mũi tên này nó là mũi tên hai chiều đấy, nhưng mà do thầy co hình thì nó bị uh, lỗi. Chúng ta tự sửa nhé nếu mà trên hình file của bạn cái này nó là mũi tên hai chiều nhưng mà co hình thì nó bị mất một chỗ mất uh, mất một chỗ chỗ cái cái phần uh, nét nét của cái phần mũi tên bây giờ nó bảo em là phát biểu nào đúng thứ nhất là axit đặc đóng vai trò là xúc tác nhằm mục đích để tăng tốc độ phản ứng thì chúng ta nhớ hộ thầy nó nói câu này là đúng trừ khi nó nói là axit đặc chỉ đóng vai trò xúc tác thì nó sai h này bốn đặc của chúng ta có hai vai trò vai trò thứ nhất là xúc tác để tăng tốc độ phản ứng vai trò thứ hai là hút nước để cân bằng chuyển dịch sang bên phải và làm tăng hiệu suất phản ứng nên là câu này nó bảo em là đóng vai trò là chất xúc tác để tăng tốc độ Câu A vẫn đúng Nếu mà đề thi nó dùng chữ chỉ đóng vai trò là chất xúc tác thì nó sai Còn nó nói không có chữ chỉ Có nghĩa là nó nói được một cho các ứng dụng của axit trong đây Thì câu A là đúng Câu B Trong phản ứng ester hóa nguyên tử hydrogen trong carboxylic axit Được thay thế bằng gốc hydrocarbon là sai Chúng ta nhớ thầy phản ứng ester hóa Là người ta thay thế cái OH của axit này này Bằng OR phẩy Được chưa Tóm lại là cái anh nước của chúng ta là phải tách từ đây ra Yeah. tách từ đây ra mới ra được nước nhưng này chúng ta nhớ thầy là cái phản ứng ester hóa là gì người ta thay thế cái nhóm OH thay thế OH của carboxylic acid bằng OR phẩy của ancol cơ nên là câu B của mình nó bảo là nguyên tử H trong COH của carboxylic acid được thay thế bằng gốc hydrogen là sai được chưa mà chúng ta phải hiểu cho thầy là thay thế cả cái nhóm OH bằng OR phẩy được chưa câu B là sai Câu C thì nó bảo em đó là sự có mặt của axit đặc làm cân bằng theo chiều thuận chuẩn, được chưa? Cái này đúng. Em có thể ghi cho thầy là H24 đặc hút nước và hút nước thì hiển nhiên theo nguyên lý chuyển dịch lơ Sartelier thì chúng ta biết rồi, đó là cân bằng chuyển dịch sang bên phải. Sang bên phải để làm gì? Sang bên phải là để tăng hiệu suất phản ứng, tăng hiệu suất phản ứng, được chưa? Nên là chốt lại là câu C là đúng. Còn câu D nó bảo là các ester được gọi tên như sau. Tên gốc axit carboxylic cộng tên gốc R phẩy là sai gọi tên gốc R phẩy trước và tên của axit carboxylic sau để cho ta phải đảo chỗ hai cái này cho nhau nhé tóm lại là đúng sai đúng sai để chưa đúng sai đúng sai rồi xin chào thắng nguyễn ok nào đúng sai đúng sai câu số 5 đấy diệu thảo huy khoa nguyễn toàn phước lâm phan huyên bin bin minh tuấn hiếc tống trang thùy trọng nguyễn tráng hoàng minh phương tống sĩ hoàng anh anh tô Đấy Nguyễn Tường, Ngô Đức Khiêm, Trần Hoàng Kha, Hiếu Nguyễn rất nhiều bạn trả lời rất tốt. Ok, đấy thì thầy đọc tên một số bạn. Bạn nào mà chưa biết làm thì trong lúc thầy đọc tên các bạn khác thì chúng ta nhớ ghi chép lại nhé. Đấy, mục tiêu của thầy khi đọc tên các bạn thứ nhất là để uh, chúc mừng các bạn đã làm đúng nhưng mà cái vấn đề nữa đó là những bạn nào chưa biết làm, đúng không? Hoặc làm sai thì ta sửa vào trong lúc đó. Tiếp tục câu số 6. Câu 6 thì nó nó đến salicylic acid. Đấy, salicylic acid hay là 2 hydroxybenzoic acid thì bây chúng ta vẽ thầy cái salicylic acid là anh này Được chưa OH này COH thế mà thầy đảo chỗ ngược lại đi cho nó dễ nhìn đây là COH nhá đây là OH được chưa hai hydroxy đây này đánh một vào đây thì hai vào OH đây đây là salicylic acid phản ứng với metin alcohol nào đun với metin alcohol là CH3OH xúc tác của nó là H2SO4 đặc thì tạo thành cái cao gián đúng không cao gián ở đây nó chính là có tên thành phần chính là metin salicylat đây, chúng ta sẽ vẽ thầy sản phẩm là COCH3. Chỗ này là OH, được chưa? Đây là metin salicylate. Bây giờ nó bảo là Ester X có tên gọi theo danh pháp thay thế là metin salicylate. Thì cái câu cái câu số 6 ấy thì cái axit salicylic thì người ta gọi tên thay thế này cũng đúng, được chưa? Câu A này là đúng này. Câu B thì nó bảo em đó là công thức của X là C8H8O2. Thì chúng ta chú ý hộ thầy là X của mình là metin salicylate. Thì anh này chúng ta sẽ có tổng là C8 này H của mình đây là đang là 1, 2, 3, 4 cộng với 3 là 7 cộng 1 là 8 H8 này nhưng mà nó phải là O3 Để chưa? Cái này O3 nhé, câu này là sai Câu C là một mol X tác dụng với tối đa 3 mol hydrogen Thì chúng ta chú ý hộ thầy là trong một cái vòng benzen có 3 nơi đôi Thì nó cộng được với 3H2, câu này là đúng Câu C thì nó bảo em đó là Nó bảo em đó là trong phân tử x có 18 lấy cái sigma thì chúng ta chú ý thêm một cái câu đó là chú ý CXHIOZ thì có số sigma bằng x cộng y cộng z nếu mà mạch vòng và nếu mà nó bằng x cộng y cộng z trừ đi 1 nếu hợp chất này là mạch hở. Được chưa? Nó có hai khả năng. Nhưng mà cái anh metin salicylat của chúng ta đang là mạch vòng hay mạch kín. Vậy thì số sigma của nó bằng 8 cộng 8 cộng 3 nó phải là 19 cơ. Được chưa? Câu này là sai. Câu 6 là đúng sai đúng sai. Rồi, ok các bạn. Rất tốt. Đấy. C8H8O3 chính xác thắng Nguyễn Được chưa? Đấy thì các em nào mà chưa có tài liệu nhá Bây giờ vẫn các bạn hỏi tài liệu đâu thì thầy đã up lên trên page rồi hoặc up trong nhóm chúng ta rồi Câu 6 chúng ta chốt lại là đúng sai, đúng sai Được chưa? Gần như tất cả bạn đều đúng Đấy thêm được một số bạn như bạn Đinh Khánh Duy, bạn Đỗ Vũ, Hoàng Kiệt, Ngô Đức Khiêm Rồi tiếp tục nào Câu số 7 Câu số 7 thì nói cho em cái thuốc aspirin. Thì aspirin thì nó được điều chế từ salicylic acid và một cái sản phẩm mà chúng ta không có trong chương trình phổ thông đó là anhydride acetic. Nhưng mà chúng ta không quan tâm cái quá trình điều chế mà chúng ta quan tâm cái công thức của nó như trên hình. Và việc của chúng ta bây giờ phải đổi anh này sang công thức phân tử. Thì bây giờ chúng ta nhớ hộ thầy đây là CH3 này. Nhưng mà người ta viết là OCO nhé. Viết OCO nhé. Là người ta sẽ viết cái thằng uh, OH trước đúng không? Thì anh này cũng chúng ta sẽ đổi cho cái này là COH này. Thì em sẽ đổi cái này thành CH3 COO này. Xong là C6H4 là cái vòng benzen và COH Mình viết ngược lại thì mình viết là c 3 co Được chưa? Đây chính là công thức của aspirin Và chúng ta có thể đổi ngay cho thầy thành C9H mấy 3 cộng 4 cộng 1 là H8 và O4 Được chưa? C9H8O4 Nên câu A nó bảo em đó là anh này có công thức là C9H8O4 Câu A của mình là đúng Được chưa? Câu A mình là đúng Câu A đúng Câu B nó bảo thủy phân aspirin trong môi trường axit thu được sản phẩm có ancol thì em thấy ngay là anh này không có ancol. Rất nhiều người sẽ nhầm tưởng cái set 3 này là ancol không phải. Đây là set 3 là gốc của acetic acid cơ. Được chưa? Cái này không phải ancol mà chỗ này nó là ester của phenol. Được chưa? Nó sẽ thu được muối của phenol chứ không phải ancol, câu này sai. Em ghi thầy có chứa muối của phenol. Muối của phenol. Được chưa? Câu B là sai. Câu C nó bảo là một mol aspirin tác dụng với tối đa 2 mol NaOH là sai. Chúng ta nhớ hộ thầy này cái nhóm chức này là ST của phenol thì nó sẽ cộng với 2 NaOH và nhóm axit này cũng sẽ cộng với 1 NaOH nên là chốt lại anh này sẽ phải cộng với 3 NaOH câu C của chúng ta là câu sai câu D aspirin có khả năng phản ứng với sâu đúng bởi vì nó có nhóm axit phản ứng với NaOH hiển nhiên Na2C3 hiển nhiên vì nó có nhóm axit được chưa đấy thì chúng ta chọn cho thầy câu này là đúng đúng sai sai đúng được chưa nhờ? thầy chú ý lại cho các em nhé những ai mà chưa nắm được kiến thức đó là cái nhóm chức axit ấy nó có khả năng phản ứng với cả Na, cả NaOH, cả Na2CO3, được chưa? Vân vân. Đấy. Nó có thể phản ứng với tất cả những tác nhân này. Nhưng mà nhóm ancol ấy, R OH ấy, là chỉ phản ứng với Na thôi. Còn thì nhóm ester là RCOR phẩy là chỉ phản ứng với NaOH thôi. Đây là những cái tác nhân điển hình mà em nào mà không nắm được thì phải ghi lại, được chưa? Thầy ôn tập cho chúng ta. Câu số 7 chốt lại là đúng sai đúng sai. Để đọc tên một số bạn trả lời đúng nhá Như bạn Thanh Nhàn, Huỳnh Vi, Nguyễn Huy, Bắc Phạm, Chu Nam, Nguyễn Toàn, Huy Khoa Bạn là Tư Lương, Bin Bin, Phước Lâm, đấy Thảo Nguyễn, à, Minh Ngờ, Trọng Nguyễn, Trang Thủy, Anh Tô à, Phương Nhi, rồi Tráng Hoàng, Nguyễn Thùy Dương, Trần Hoàng Kha, Nguyễn Tường, Bùi Diệu thảo Ngô Đức Khiêm Ok, rồi Hẹn gặp thầy Trọng và ca sau rồi, ok thắng nhé Tiếp tục nào sang câu số 8 Câu số 8 là một câu thí nghiệm. Đấy thì cái câu thí nghiệm này thầy hướng dẫn các em rồi. Đó là tôi có hai ống nghiệm. Mỗi ống chứa 1 ml etin acetat là ester. Tôi thủy phân trong môi trường axit và tôi thủy phân trong môi trường kiềm. Thì thầy nhắc các bạn là ester mà thủy phân trong môi trường axit thì nó sẽ không bao giờ thủy phân hoàn toàn. Được chưa? Và lúc đó nó sẽ có hiện tượng phân lớp. Nên là sau bước 3 là sau khi mình đun cách thủy xong ống một đó sẽ có hiện tượng phân lớp. Đấy, phân lớp. Nhưng ống hai của chúng ta là sẽ cái hiện tượng là tạo thành dung dịch đồng nhất. Để chưa? Dung dịch đồng nhất. Nhưng mà thầy cảnh báo các bạn là tôi cho ester vào trong dung dịch axit hay dung dịch kiềm ấy thì lúc này ở bước 2 em ghi thầy là chưa đun nóng. Chưa đun nóng. Phản ứng chưa xảy ra. Mà chưa xảy ra thì làm sao? Thì em chịu thầy là cả hai ống nghiệm, cả hai ống nghiệm đều phân lớp. Em ghi lại thầy đi, đều phân lớp. Nói chung là thầy chữa này thầy chữa rất kỹ đấy nhé đấy thầy chữa rất kỹ nên là các bạn nào mà chưa học chưa làm thì chúng ta cố gắng theo dõi là chúng ta cũng sẽ hiểu được không hiểu được hết thì hiểu một phần thì chúng ta làm lại để chúng ta xem lại video câu 8 A nó bảo em đó là tại bước 2 quan sát ống một có sự tách lớp mà đúng nhưng ống 2 đồng nhất là sai ở đây chúng ta nhớ cho thầy là cả hai ống nghiệm đều phân lớp bởi vì ở bước 2 mình chưa đun nóng phản ứng thủy phân chưa xảy ra nên cả hai ống nghiệm đều phân lớp được chưa câu b nó bảo em là sau bước 3 quan sát thấy ống 2 tạo thành dung dịch đồng nhất Ống 2 là thủy phân trong môi trường kiềm thì thành muối cô hôn thì hiển nhiên là muối với hôn đều tan vào nhau và tan trong nước nên là câu B của mình là đúng. Được chưa? Câu C thì nó bảo em đó là sau bước 3 thể tích lớp chất lỏng phía trên ở ống nghiệm 1 giảm đi thì chúng ta hình dung thế này này. Ống nghiệm số 1 của chúng ta đây nó có phần bên dưới là nước nhé, phần bên trên của chúng ta nó là ester, được chưa? Phần bên trên là ester. Nhưng khi mình đun nóng ấy thì hiển nhiên cái phần bên trên này này nó sẽ tan một phần, nó thủy phân được mà ester thủy phân trong môi trường axit phần bên dưới này của mình có nước có axit phần bên trên là ester ester nổi trong nổi lên trong nước mà bởi vì nó nhẹ nước vậy thì khi chúng ta thủy phân thì hiển nhiên là sẽ có một phần cái chất màu xanh này sẽ tan vào trong dung dịch để chờ nên cái cái tỷ lệ của cái phần màu xanh này nó sẽ giảm đi được chưa do đó là gì câu c nó bảo em là thể tích lớp chất lỏng phía trên giảm đi là chính xác bởi vì cái lớp chất lỏng phía trên là ester nó đã có phản ứng với nước trong môi trường axit rồi hay là thủy phân trong môi trường axit rồi thì hiển nhiên là cái lớp bên trên là sẽ giảm đi là đúng câu c đúng câu d ống một phản ứng xảy ra hoàn toàn sai thủy phân trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch phản ứng thuận nghịch thì không hoàn toàn chúng ta lưu ý hộ thầy nhé rcor phẩy cộng với nước đúng không xúc tác của chúng ta là h2so4 ở đây là axit loãng được chưa h24 này nhiệt độ phản ứng này là phản ứng thuận nghịch nhé nên sản phẩm của chúng ta nó là rcoh cộng r phẩy oh được chưa đây là ống một này thầy viết lại cho các bạn ống một thì biến thành Acid, alcohol nhưng mà phản ứng thuận nghịch nên là ester còn dư còn ống 2 của chúng ta á, là rcor phẩy mà đun với naoh trong môi trường kiềm chúng ta nhớ là các phản ứng này phải có nhiệt độ mới xảy ra nhé thì sản phẩm là RCONA cộng r, -R phẩy oh được chưa ống thứ hai nó là phản ứng một chiều nên nó đồng nhất còn ống một của mình là chưa hoàn toàn hỗn hợp sản phẩm của mình sẽ có hiện tượng phân lớp ester còn dư nổi lên bên trên đúng không phần còn lại là axit alcohol nước vân vân tóm lại là câu D là sai không thể hoàn toàn được đấy nó là phản ứng thuận nghịch thì nó không bao giờ hoàn toàn tóm lại câu 8 sẽ là sai đúng đúng sai để chưa đấy các bạn làm rất tốt nhìn lướt qua gần như mấy chục bạn đều trả lời đúng để chưa thầy sẽ đọc tên các bạn sau tiếp tục tí đã thử hỏi xem là trong số các bạn ở đây có ai đúng hết cả 33 câu không bạn nào đúng hết cả 33 câu thì chắc là siêu giỏi rồi đúng không tiếp tục câu số 9 thì câu số 9 này thì nó cho em C4H6O4 là ester hai chức nhưng mà chúng ta lưu ý cho thầy nó thủy phân thành 2 i cộng 1 z. Đấy, trong đó xz là các alcohol có số nhóm chức khác nhau, T là hợp chữ cơ no mạch hở. Thì cái dấu hiệu của phản ứng bên dưới này, đây là dấu hiệu của ester nối. Đúng nhỉ? Ester nối. Bạn nào đã học thầy về ester nối chúng ta nói rồi. Ester nối là gì? RCOO R phẩy CO R 2 phẩy cộng với 2 NaOH thì sản phẩm của nó sẽ là RCONA cộng với HOR'/CONA và cộng với R2OH thì cái dấu hiệu của este nối chúng ta chỉ cần nhìn đơn giản là từ một chất thành ba chất có số mol bằng nhau. Dĩ nhiên đấy là một trong các dấu hiệu thôi. Còn những bài này á thì chúng ta thấy ngay X của mình nó là ancol đơn chức. Thì bây giờ nó bảo là Z cũng là ancol nhưng có số nhóm chức khác với X thì chứng tỏ Z nó phải là ancol hai chức mà ancol hai chức trong đây thì E của mình buộc phải là HCO 2 lần C2H4 chỉ của anh này thôi đúng không thì y của mình nó sẽ là 2 HCO này Z của chúng ta nó sẽ là ethylene glycol hay là ethylene glycol đấy là Z này như vậy thế bây giờ tôi vẽ được Z rồi thì bây giờ tôi sẽ tìm ngay được cái ancol X của tôi nó sẽ là đơn chức vậy thì nó sinh ra ancol đơn chức thì bài này buộc phải este nối rồi dấu hiệu rất rõ ràng y là HCO nhé Uh, của tôi là CO còn lại là CH3 Tôi đếm lại thì tổng là 4C anh ở giữa nó là CH2 Đúng chưa? Đây là ST nối duy nhất thì y của chúng ta ở đây nó sẽ là HCONA này T của chúng ta đây thầy hết chỗ thì ghi từ bên dưới nhé là HOCH2 CONA thì cái hợp chất này là hợp chất no quá chuẩn như đề bài này cho luôn được chưa bây giờ xin mời chúng ta xem phát biểu nào đúng phát biểu nào sai Đấy, phát biểu nào đúng phát biểu nào sai phát biểu thứ nhất nó bảo em đó là Z thuộc loại alcohol no hai chức mạch hở quá chuẩn luôn câu A đúng đúng không ethylene glycol là ester no hai chức mạch hở câu thứ hai là Y có khả năng tham gia phản ứng thuốc thử to lần Hiển nhiên HCONA là có phản ứng trắng bạc Và anh này mà phản ứng thuốc thử to lần Thì nó sẽ sinh ra được 2AG Đúng không? Câu B đúng Câu C Nó bảo em là X có nhiệt độ sôi thấp hơn etin alcohol X của chúng ta là metyl alcohol Có kích thước và khối lượng bé hơn so với etin alcohol Nên nhiệt độ sôi nó thấp hơn Câu C đúng Để chưa nhỉ? Câu D nó bảo là chất T phản ứng với cả HCl À phản ứng HCl sinh ra acetic acid là sai Chúng ta chú ý hộ thầy nhé, chất T này nếu mà cho vào HCL ấy, Thì sản phẩm của chúng ta nó sẽ là HOCH2COH Được chưa? Nên câu GD của mình là sai Chốt lại, câu số 9 là đúng đúng đúng, sai Được chưa? Câu 9 đúng đúng đúng, sai Thầy đã nhìn thấy bạn Phạm Thế Anh, Chu Nam, Thanh Nhàn, Thùy Dương, Lê Khang, Nguyễn Hằng, Nguyễn Huy Anh Tô, Minh Tuấn, Dương Nguyễn, Phan Huyên, Tích Chu Đấy, bạn uh, Tư Lương, Phước Lâm, Trắng, Hoàng, Đinh Khánh Duy, Ngô Đức Khiêm, Quang Khiết Phương Nhi, Bin Bin, Quỳnh Như, Trang Thùy, Trọng Nguyễn, Nguyễn Bảo, Bùi Diệu Thảo, Lâm Trúc, Hoàng Kiệt, Quang Khiết đều trả lời chính xác. Chúc mừng các bạn. Đây là một câu vận dụng cao. Thì nói các bạn là riêng cái câu số 9 này, học sinh 2K6 sắp thi đại học chưa chắc đã làm được. Đây là câu mức độ 9 điểm nhé. 9 điểm với học sinh 2K6. Để nhà còn với chúng ta thì chúng ta đã làm nhiều thì nó trở thành rất là quen thuộc. Tiếp tục sang thầy câu số 10. Câu số 10 thì nó bảo em là trong phòng thí nghiệm etin ethanoat. Đấy, chúng ta nhớ là ethanoat chính là acetic acid là C3CO này, gắn với etin là C2H5, điều chế từ ethanol là C2H5OH và ethanoic acid là C3COH, được chưa? À, uh, sulfuric acid chính là chất xúc tác. Thế câu A là phản ứng xảy ra gọi là phản ứng ester hóa, chính xác, phản ứng ester hóa là phản ứng giữa carboxylic acid và alcohol. Câu A đúng. Câu B của mình là công thức của etin ethanoat là sai, cái này sửa thành CH3 c 2 h 5 Được chưa? Câu B sai. Câu C thì nó bảo em đó là trong phản ứng trên sunfuric axit đóng vai trò là chất xúc tác. Chúng ta chú ý hộ thầy thầy đã nó nói các bạn một câu rất quan trọng là nếu mà nó nói là sunfuric axit đặc chỉ đóng vai trò chất xúc tác thì là sai, nhưng nó nói không có chữ chỉ thì câu đấy vẫn đúng, nhớ chưa? Sunfuric axit của chúng ta có hai vai trò. Vai trò thứ nhất là xúc tác để tăng tốc độ phản ứng. Vai trò thứ hai là hút nước để chuyển dịch cân bằng sang bên phải hay là để tăng hiệu suất phản ứng. Vậy thì câu C của mình nó nói là chất xúc tác vẫn đúng. Trừ khi nó nói là chỉ là chất xúc tác mới sai Em có thể ghi mở ngoặc Nếu nói H2SO4 chỉ là chất xúc tác là sai Được Đấy chưa? Đấy thì, thì nhắc các bạn kế Nếu mà nó nói chữ chỉ là sai Câu D có thể thay thế anh này bằng HCl là sai HCl không hút nước Đúng nhà không xúc tác cho bạn nên được Thì tóm lại câu này là sai Chốt lại là đúng sai, đúng sai chưa? Đấy, đúng sai đúng sai. Rồi, và hầu như các bạn đều trả lời rất tốt câu này. Đấy, nhưng mà vẫn có một bạn, hai bạn Thì nhìn thấy là trả lời bị lẫn. Câu 10 ý B nhé. Ý B các bạn bị sai hơi bị trí tử đấy. Cái này là acetat hay ethanolat? Ethanolat chúng ta phải tính hai carbon chứ. Một carbon ở CH3, một carbon ở COO thì nó mới là ethan được nhá. Rồi, câu số 10 chốt lại đúng sai đúng sai. Tiếp tục sang câu 11 là câu thí nghiệm điều chế ester. Thì ta biết là ester mùi chuối chín là isoamin acetat thì tôi có isoamin alcohol nó là anh này nó có 5 nguyên tử carbon nhưng mà có mạch nhánh ở vị trí iso để chưa 5 carbon nhé anh này chính là C5H11OH acetic acid nó là CH3COH thì cái ester của chúng ta là CH3COO uh, CH2 CH2 CH 3 coo ch 2 ch 2 ch ch 3 gì nhánh này và đây là CH3 đây chính là isoamin acetate ester mùi chuối chín Thế bây giờ thầy bảo các bạn là để điều chế ester ấy, thì người ta sẽ thực hiện 3 bước. Bước 1 là cho axit với alcohol với lại H4 đặc vào trong ống nghiệm. Bước 2 người ta đun. Đun hoặc là người ta có thể ngâm trong nồi nước sôi. Ở người ta sẽ cố định nhiệt độ ở loanh quanh khoảng 6 70 độ. Bước 3 là người ta làm lạnh. Làm lạnh để làm gì? Làm lạnh để ester nó nổi lên bên trên. Bởi vì ở nhiệt độ thấp thì ester nó ít tan hơn thì nó sẽ nổi lên bên trên. Thế bây giờ câu A là phản ứng ester hóa là phản ứng một chiều là sai là phản ứng thuận nghịch đúng không? phải ứng ester hóa là thuận nghịch học rồi. câu a của mình là sai. câu b thì nó bảo em là việc cho đợt sản phẩm nước lạnh nhằm tránh sự thủy phân là sai. để chưa? nhằm làm gì? làm lạnh để thứ nhất là để ngưng tụ hơi ester và nếu mà bước cuối người ta cho thêm nacl hay cho thêm nước lạnh để để tách lớp lấy ester nên là cái này là làm lạnh nhằm tránh sự thủy phân là sai. nhằm ngưng tụ hơi ester, ngưng tụ hơi ester. bởi vì khi chúng ta đang đun nóng ấy ester nó đang ở thể khí hay hơi đấy và chúng ta dẫn vào qua ống sinh hàn hoặc là chúng ta ngâm trong công nước đá mục tiêu để chúng ta chuyển nó từ thể khí hay dạng hơi thành thể lỏng để cho để tránh sự thất thoát chứ không phải là tránh sự thủy phân câu b của mình là sai câu c sau bước 3 có được tách thành hai lớp đúng để chưa có thể tách iso bằng hợp chiết hiển nhiên đúng không các chất lỏng không tan vào nhau tôi dùng hợp chiết chiết là cách tốt nhất rồi câu 11 là sai sai đúng đúng để chưa 11 sai sai đúng đúng rồi thầy đọc tên một số bạn trả lời chính xác như bạn phước lâm đinh khánh duy bạn quỳnh như Dương Nguyễn Tư Lương Nguyễn Toàn Trang Thủy Ngô Đức Khiêm Lê Khang Minh Ngờ Nguyễn Bảo Thảo Nguyên Lương Quỳnh Chi Lâm Trúc Anh Tô Trọng Duy Bin Bin Phan Huyên Nguyễn Thùy Dương Thu Hằng Thanh Phương đấy, Hoàng Kha Ngờ Hằng Bùi Diệu Thảo Ok đấy à, Câu 12 không cần đọc đề bài vẫn làm được thế ạ à? Chỉ cần thuộc vai trò chuẩn Nào nhìn câu 12 Câu 12 thì giống như câu 11 Đúng không? Thế bây giờ chúng ta cái chuyện thí nghiệm bây giờ chúng ta đã thuộc rồi nhé Chúng ta đã tự nắm được rồi Nó có 3 bước Bước 1 là cho các hóa chất vào trong ống nghiệm Bước 2 là đun nóng hoặc là ngâm cách thủy Bước 3 là tôi làm lạnh để chưa Hoặc là tôi rót nước ACL vào để làm gì Thì vai trò chính nước ACL là để Để tách lấy ester hoặc là để đẩy ester nổi lên bên trên Để chưa Hoặc là để phân lớp sản phẩm Có rất nhiều cách để diễn đạt Cái nước ACL này nó nặng hơn ester Nó tan tốt hơn ester Do đó nó đẩy cái ester là sản phẩm nổi lên bên trên được chưa? hoặc chúng ta có thể nói cơ rất đơn giản là NACL có vai trò là tách lớp sản phẩm đấy em có thể ghi là tách lớp sản phẩm tách lớp sản phẩm được chưa hay cái khác là đẩy ester nổi lên bên trên ta ngửi thì nó có mùi thơm ta nhìn thấy hai lớp rõ ràng và chúng ta dễ dàng chiết được câu a có thể thay axit đặc bằng ha 24 loãng là sai không thể thay thế được chưa đấy thì chú ý các bạn là h 24 đặc cũng giống như thầy trọng ấy, là không thể thay thế chúng ta lưu ý nhá h bốn đặc giống như thầy trọng là không thể thay thế để chờ câu b là có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi đun sôi thì không được đâu đun sôi các chất nó bay hơi hết Đấy chứ, ta phải đun gì đun nhẹ để em như thế đun nhẹ hoặc là đun cách thủy chứ còn ông đun sôi thì các chất nó bay hơi hết chưa kịp phản ứng đã bay hơi hết rồi đúng không giống kiểu hai hai đứa yêu nhau mà chưa kịp làm gì bố mẹ đã bắt chia tay đấy cái ông này là sai nhá không thể đun sôi được sai là chữ sôi á đun nhẹ hoặc là đun cách thủy câu sen để kiểm soát nhiệt độ dùng nhiệt kế hiển nhiên đúng dung dịch là ACL bão hòa được thêm vào để hiệu suất cao hơn là sai để tách lớp sản phẩm được nhà chó tóm lại câu 12 là sai sai đúng sai để chờ sai sai đúng sai rồi câu này nói chung là các bạn đúng hết thầy nhìn qua là 100 đều trả lời đúng luôn quá tuyệt vời đấy đã nắm rất kỹ đấy câu 13 câu 13 thì cũng như câu 12 để chưa mấy cái này thì cũng tương đương bây giờ chúng ta sẽ xem cái phát biểu của nó thôi cái nội dung kiến thức thì các cái bước thí nghiệm đều như nhau nhưng mà cái mấu chốt để phát biểu ấy câu a sau bước 2 có khí mùi thơm bay lên là etin acetat chúng ta nhớ là khi mình đã đun nóng là đã có phản ứng xảy ra đúng không và các chất xảy ra lúc này nhớ ở cái nhiệt độ này các chất này nó bắt đầu nó bay hơi thì nó ở thể khí hay thể hơi nên câu a mình là đúng để chưa câu a đúng câu b nó bảo là mục đích việc làm lạnh là tạo môi trường nhiệt độ thấp giúp cho hơi este được ngưng tụ chính xác câu b đúng câu c có thể thay thế axit đặc bằng hcl là sai thầy nói rồi hát hay muốn đặc giống thầy trọng là không thể thay thế câu này sai sau ai chất lỏng tách thành hai lớp hiển nhiên đúng chốt lại câu 13 là đúng đúng sai đúng để chờ đúng đúng sai đúng các đã làm đúng các câu bên trên thì câu này không thể sai rồi ok cảm ơn các em tiếp tục mạnh mẽ lên nhá câu số 14 cũng như câu vừa rồi đấy thì chúng ta thấy ngay nhưng mà có mỗi là cái thí nghiệm này nhưng mà cái phát biểu liên quan nó lại khác nhau nên chúng ta phải đọc thật kỹ câu a axit đặc vừa xúc tác vừa làm tăng hiệu suất quá chuẩn luôn Câu B mục đích chính việc thêm NaCl để tách ester nổi lên bên trên, chính xác. Đúng không? Em giải thích cho thầy cô của em là gì? Thưa cô là vì NaCl nó nặng hơn ester về khối lượng riêng này. Thứ hai nó tan tốt hơn này thì nó sẽ đẩy được ester nổi lên bên trên. Hình dung chưa? Nó nặng hơn là một nhé, nó tan tốt hơn thì nó sẽ đẩy được ester nổi lên bên trên nó. Rồi câu C, ở bước 2 thấy có hơi mùi thơm bay ra hiển nhiên ở bước 2 mình đun nóng thì chắc chắn có hơi mùi thơm là ester bay lên. Câu C của mình là đúng. Câu D, thì nó bảo em là gì đây? À, câu D nó bảo là sau bước 2 ông nghiệm không còn. Ui cái phản ứng này là phản ứng thuận nghịch. Phản ứng thuận nghịch thì hiển nhiên là vẫn còn chứ câu này là sai. Chốt lại là đúng 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 sai. Để chưa? Đọc tên một số bạn trả lời chính xác câu 14 như bạn Thế Anh này, Anh Tô, Tích Chu, Phước Lâm, Thảo Nguyễn, Trọng Nguyễn, Đinh Khánh Duy, Tuấn, Trang Thùy. Rồi bạn Phan Huyên, Tư Lương, Nguyễn Bảo, Nguyễn Hằng, Ngô Đức Khiêm, Lâm Trúc, Trọng Duy, Minh Ngờ, Thanh Phương, Trần Hoàng Kha, Bùi Diệu Thảo, Nguyễn Quý, Đặng Như Anh. Đấy, bạn Tích Chu mới học mà cũng đã làm được những bài này rồi. Tiếp tục câu số 15. Câu 15 nó nói đến cái anh axit linoleic axit. Thì bây giờ chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy ngay anh này là omega mấy. Thế bây giờ thể nói các bạn omega nhé thì người ta lại đánh số 1 từ xét 3 cơ. Thì nếu cái nối đôi này đang ở số mấy đây? 1 này thêm 4 carbon đó là số 5, đây là số 6. Nối đôi số 6 thì anh này nó là omega 6 nên câu C của mình là đúng, được chưa? Câu C là đúng. Đấy, câu C là đúng. Gọi tên nó khác nhé, còn người ta quy định về omega 3 hay 6 ấy là đánh số 1 từ cái set 3 đầu mạch này. Nếu nối đôi đầu tiên trong các nối đôi ở trên mạch này, này, tính từ cái số 1 này này, nằm ở vị trí số 3 thì nó là omega 3, nằm ở vị trí số 6 thì nó là omega 6. Hiểu chưa? Đấy thì câu C của mình là đúng này, quay trở lại. Công thức chất béo tạo thành từ axit béo trên là C17H33, cái này có 2 nối đôi thì C17H31 đúng không? Đấy, H31 nhé câu A của chúng ta là sai câu B thì nó bảo em là axit béo có hình dạng xít chuẩn chúng ta học chương trình phổ thông mình có hai axit béo hay gặp đó là oleic axit và lin oleic axit đúng không thì anh này đều có cấu trúc dạng xít hai cái nối đôi ở đây đều là xít hết xít xít được chưa thầy sẽ có thể giải thích cho các bạn để biết nó xít hay chan thì chúng ta coi mạch một cái mặt phẳng cắt ngang ở nối đôi này phần của mạch chính vẫn nằm ở cùng một phía hai phần của mạch chính nằm ở cùng một phía với mặt phẳng cắt ngang này, này à, cái mặt phẳng cắt ngang này, này thì nó là dạng xít. Tương tự như vậy là đến cái anh nối đôi này nhé, tôi cắt ngang cái này ra thì hai phần của mạch chính của nó đều nằm ở cùng một phía thì nó gọi là dạng xít. Hai phần của mạch chính nằm ở cùng một phía so với mặt phẳng cắt ngang cái nối đôi đó. Nếu ở khác khác phía nó là dạng chan, còn cùng phía là dạng xít. Để cho chúng ta có thể nhớ một cách máy móc là xít thì là cùng. Còn chan thì là trái được chưa nhớ cái chữ cái đầu tiên cờ cờ tờ tờ xít cùng chăn trái để cho nhỉ chúng ta cắt đôi cái nỗi sâu này ra hai bên của cái hai cái phần còn lại của cái mạch của cái mạch chính ấy nằm ở cùng một phía so cái mặt phẳng cắt ngang cái nỗi đôi đấy thì nó sẽ gọi là dạng xít chuẩn chưa rồi câu a mình sai này câu b là đúng này câu c là đúng rồi nhé câu d hydrogen hóa axit béo này tôi được sản phẩm là stearic acid cơ Chốt lại là ý đê là sai. Sai đúng đúng sai. để chờ Câu số 15 sai đúng đúng sai. Rồi nhìn lướt qua xem nào. Các bạn đều trả lời rất tốt. Tiếp tục sang câu 16 này. Câu 16 này siêu to khổng lồ. Bây giờ xin mời các bạn phải vẽ được cho thầy từng cái mạch 1. Bây giờ chúng ta để ý thầy là bao nhiêu C nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đây ta đánh 1 đây cho nó đầy đủ nhé

được chưa đấy chúng ta phải đếm được nhưng bây giờ để làm thế nào để đếm được cái này và nhớ được tên thì chúng ta phải nhớ thấy cái đặc thù của từng axit một oleic là, là có một nối đôi ở vị trí số 9 lin có hai nối đôi ở vị trí số 9 với số 12 đấy em nhớ thầy là oleic là c 17 h 33 coh cái này có một nối đôi c nối đôi c ở số 9 được chưa cái thứ hai là cái oleic acid à, em nào mà chưa thuộc thì tốt nhất ghi lại nhé C17H31 CH cái này thầy nói nhanh thôi thì cái này có hai nối đôi C nối đôi C ở số 9 và số 12 và dĩ nhiên đều ở dạng xít hết đều ở dạng xít để chưa hai cái axit béo không no hay gặp Thế bây giờ cái này nó bảo là chất X là tri ester glycerol với hai gốc axit oleic và một gốc lin chuẩn. Câu A đúng. À, được chưa? Cái cái này mình có thể đổi thành C17H33COO này, hai cái gốc C17H33COO này. Một cái gốc C17H31COO cùng cắm vào glycerol. Đây chính là cấu tạo của anh này. Đúng chưa? Đó. Thế bây giờ chúng ta xem phát biểu A đúng rồi nhé. Phát biểu B thì nó bảo em là hydrogen hóa anh này cần 7 mol hydrogen. Trời ơi, chúng ta vừa nói với nhau là O là X có 1 nối đôi. C nối đôi, đôi C. Lin O X có 2 nối đôi. Tổng anh này chỉ có 4 nối đôi thôi. Cái này không phải 7 hydrogen mà 4 hydrogen thôi. 4 hydrogen. Câu B sai. Câu C là hydrogen hóa hoàn toàn X được sản phẩm chứa 11,56% hydrogen về khối lượng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau viết phương trình. Anh này mà cộng với hydrogen xúc tác niken nhiệt độ thì sản phẩm nó sẽ là stearic acid là C17H35 đúng không? CO tất cả. 3 lần C3H5. Bây giờ chúng ta bấm phần trăm hydrogen nhé. Cái sản phẩm của chúng ta nó là chi stearin. Đấy em nhớ cho thầy là chi stearin. Chi stearin thì khối lượng mol của nó là 890 thì ta có cho thầy anh này là 35 nhân 3 là 105 cộng 5 là 110 nguyên tử hydrogen. Tôi chia cho khối lượng mol là 890 thì phần trăm hydrogen của nó sẽ là 12,36%. Đấy, cái này là sai, được chưa? Ta phải sửa thành 12,36%. Câu này là sai. Được nhỉ? các em? Check lại hộ thầy cái ý C bấm lại thầy đúng phần trăm nó là 12,36% hay không nhé. Nó chính là C57H110O6, được chưa? Khối lượng mol là 890. Em có thể ghi luôn là M lớn bằng 890. Đấy, em có thể ghi luôn công thức phân tử là C57H110 và O6. Đấy là các em chủ động em kiểm tra lại cho thầy. Cái sản phẩm của nó sau khi hai đô dần hóa ấy, cân bằng ở đây là 4H2 này để chúng ta biết ngay ý B phải sửa thành 4. Ý B sai nhé. ý C cũng sai. Ý D thì nó bảo em đó là X có nhiệt độ sôi cao hơn chi-starin sai. X của chúng ta là chất béo không no, ngay nhiệt độ thường đã là chất lỏng rồi. Đúng không? Còn chi-starin thì nhiệt độ thường nó là chất rắn. Nên nhiệt độ sôi của cái thằng X nó phải thấp hơn. Đấy, thấp hơn so với chi-starin bởi vì nó là chất béo không no anh này là chất béo no để chưa anh này là chất béo no này và ở thể rắn cơ còn cái anh x của mình nó là chất béo không no ở thể lỏng thì hiển nhiên hiệu số nó phải thấp hơn đúng chưa tóm lại là ý đê của mình là sai vậy thì câu 16 chốt lại là đúng sai 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 để chưa đọc tên một số bạn trả lời chính xác câu 16 nhé bạn lê khang này Nguyễn Lê Hồng Quân này, bạn Nguyễn Hằng Quỳnh Như Phước Lâm Vũ Xuân Lâm Tư Lương Đức Việt Thu Hằng Bắc Phạm Phan Huyên, Lâm Chúc, Thảo Nguyễn Trọng Nguyễn Đức Khiêm Nguyễn Bảo Minh Tân Nguyễn Dương Bin Bin Hoàng Kha Tâm Nguyễn Chu Nam Đấy, bạn Quang Kiệt Anh Tô em tưởng phân tử khối nhỏ hơn nên thấp hơn cái đấy là một phần nhưng mà chúng ta chú ý hộ thầy là cái thể tồn tại là chúng ta cho thầy biết được ngay đó là nhiệt độ nóng chảy nhựa sôi anh chất béo không no nó là chất lỏng nhiều thường nên là nhiệt độ sôi nó sẽ thấp hơn nhiều so với chất béo no được chưa chứ không phải là do nó có phân tử khối thấp hơn đâu ví dụ như chi palmitin đấy mặc dù nó có phân tử khối thấp hơn anh x này nhưng chi palmitin vẫn là chất rắn được chưa do cái liên kết của nó đấy nhé tiếp tục sang bài 17 chúng ta tìm hiểu về các axit béo không no là omega n bây giờ chúng ta nói lại này để biết omega từ số mấy ta đánh cho thầy một từ cái set bài đầu mạch này hai ba anh này sẽ là omega 3 Anh này nếu ta đánh một từ đầu mạch Thì đây là sẽ là omega 6 Được chưa Thế bây giờ câu A Câu B nói trước này axit béo omega 3 với omega 6 Câu B đúng này Câu A đều tồn tại Chất béo tạo bởi đơn tượng tại dạng rắn là sai Dạng lỏng Bởi vì nó là chất béo không no ở thể lỏng Chất béo không no Tồn tại ở thể lỏng Được chưa Còn chất béo no Chất béo no tồn tại ở thể rắn à, chúng ta nhớ là thường nhé thường tồn tại ở thể lỏng với chất béo không no còn chất béo no thì thường tồn tại ở thể rắn đó thường thôi nhé nhưng mà câu a nó bảo dự đoán thế này là ông dự đoán sai rồi a với b đều là axit béo không no thì chất béo của nó là chất béo không no thì nó sẽ thường tồn ở thể lỏng câu a sai câu b nó bảo em là omega ba với sáu đúng nhé câu c là omega ba với sáu là cần thiết cho cơ thể phòng ngừa nhiều loại bệnh tật đặc biệt là các bệnh về tim mạch đúng không huyết áp câu c của mình là đúng câu d axit béo a với b đều tham gia phản ứng hydrogen hóa trong điều kiện thích hợp ở cùng một tỷ lệ mon chúng ta nhìn thật kỹ cho thầy này cái anh a của chúng ta có ba nối đôi ở gốc anh b của mình chỉ có hai nối đôi ở gốc thôi thế bây giờ chúng ta thấy ngay nó bảo là hydrogen dư thì là không cùng tỷ lệ mon được a có thể cộng với 3 h 2 được chưa còn b ấy, chỉ cộng được với 2 h 2 thôi Câu đề là sai Chốt lại Sai đúng đúng sai Được chưa Sai đúng đúng sai Câu này nhìn lướt qua tất cả các bạn đều trả lời rất tốt Đấy chứng tỏ học sinh của thầy Trọng Đến thời điểm hiện tại là chúng ta đã nắm quá vững lý thuyết rồi Tuyệt vời chưa Đấy Nên chúng ta lưu ý hộ thầy là đã học một chuyên gia dạy lý thuyết như thầy Trọng Thì chúng ta cố gắng là chúng ta học thật kỹ các buổi lý thuyết Đồng thời ta luyện tập thêm những cái đề như thế này Kiểu gì chúng ta cũng sẽ giỏi thôi Mà chương trình phổ thông mới nó trọng tâm lý thuyết mà Lý thuyết là bản chất của hóa học Nên là chúng ta hãy học tập trung thành những cái buổi như thế này nhé Đấy, ai mà có vấn đề thắc mắc thì phải cái sai đâu phải ghi chép lại đúng không thắc mắc phải tìm hiểu lại xem là tại sao lại đúng tại sao lại sai tiếp tục sang câu 18 câu 18 thì nó nói đến chi glycerin tạo bởi cái axit béo như thế này chúng ta sẽ phải đếm thầy anh này là bao nhiêu c 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 C22 Được chưa? H bao nhiêu? Thì bây giờ chúng ta nhìn này H bao nhiêu chúng ta để lại vào o 2. Bây giờ thầy bày cho các bạn này, để biết H bao nhiêu á hoặc không bây giờ chúng ta sẽ viết ra thành cái gốc của nó nhé Ta sẽ viết ra thành cái gốc của nó là C21 thôi. H bao nhiêu ta để chờ này, COH. Bây giờ chúng ta nhớ là gốc no á, gốc no, chúng ta nhìn cho thầy gốc no đi là CNH2N cộng 1 là gốc no. Đúng không? Thế bây giờ anh này có bao nhiêu nối đôi? 1 2 3 4 5. Anh này có 5 nối đôi thì h của chúng ta đáng lẽ là 2n cộng 1 là 2 x 21 cộng 1 là 43 nhưng ta phải trừ đi 5 cái nơi đôi này mà 1 nơi đôi thì ứng với 2h2 2 nguyên tử 2 dần vậy thì 5 nơi đôi ứng với 10 nguyên tử 2 thì h33 rồi đúng chưa 2 đổi thành C21 H33 COH đây chính là axit béo của chúng ta đúng chưa Thế bây giờ nó bảo là axit béo này là omega mấy thì chúng ta đánh cho thầy 12 vào đây nối đôi bắt đầu số 3 thì anh này phải là omega 3 câu A là sai để chưa câu B nó bảo em là axit béo A có 76,36% carbon về khối lượng bây giờ chúng ta bấm hộ thầy nhé anh này của mình có khối lượng mol bao nhiêu đấy bây giờ anh này của mình có công thức là C21H33 21 x 12 cộng 33 cộng với COH là 45 sau đó carbon của chúng ta nó sẽ là 22 x 12 chia cho answer thì nó sẽ là 80% để cho em ghi thế này là sai sửa thành 80% câu B sai này. Câu C, chi glycerid tạo bởi axit béo A có 99 hydrogen em xin thầy này, chi glycerid là C21H33CO tất cả 3 lần C3H5. Anh này sẽ có bao nhiêu nguyên tử hydrogen? Nó sẽ là 33 x 3 là 99 cộng với 5 là 104. Thực tế là chúng ta không cần phải đếm, chúng ta vẫn biết ý C là sai. Bởi vì trong hợp chất hữu cơ chứa carbon, hydrogen và oxygen ấy, thì số hydrogen luôn là số chẵn, luôn là số chẵn nhé. Nên là 99 là số lẻ chắc chắn loại rồi. Câu C sai. Câu D chi glycerin tạo bởi axit béo A có 18 liên cái pi. Thì chúng ta nhớ hộ thầy là một cái gốc này là có 5 liên kết pi cộng thêm một cái pi ở CH nữa là 6. Thì cái này là 6 x 3 thì bằng 18. Chuẩn. Được chưa? Ta có thể ghi lại là 3 x 6 cho nó dễ dễ hình dung. Có nghĩa là mỗi một gốc thì có 6 liên cái pi. Để chưa? Mỗi một anh này có 6 link pi gồm có 5 link pi ở gốc và 1 link pi ở nhóm CO. Nên chốt lại anh này là 18 pi là đúng. Câu 18 sẽ là sai 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 đúng. Để chưa? Sai sai đúng. Chúng ta nhớ cho thầy nhé là một cái gốc này này là có 5 đối đôi cộng thêm một cái pi ở đây nữa là 6 pi mà chúng ta nhớ là trong chất béo thì có 3 anh này đúng không? Thì nó sẽ là 3 x 6 là 18. Rồi, đấy là câu 18. Chuẩn chưa? Sai cho hai đúng. Đấy, các bạn cũng hầu như đều đúng hết. Tiếp tục là sang câu 19. Mấy cái câu mà cho cái công thức khung thế này này là đếm nó hơi mệt, đúng không? Đếm hơi mệt. Ở đây thì cái này nó là CH2 thôi, đây là CH, đây là CH2 này. Cái chỗ này chính là nó viết glycerol trước thôi. Ta đếm nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 à. Thì cái gốc đầu tiên của anh này là C 19 H39 COO à. Có đúng không? Đếm lại thử cái. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Ok. Thì gốc của nó là C19H39 gốc no. CNHn 1. Được chưa? À, tiếp tục chúng ta thấy ngay thằng thứ hai bao nhiêu C đây? 1 đây này. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Anh này là Steric rồi. C17H35 CO. Em ơi thầy viết là 18C nhưng tại sao cái gốc anh chỉ viết 17 nhé Bởi vì nó có 1C ở cái nhóm CO nữa. Các em nào mà quên 1C ở CO thì em sẽ sai đi nhá. Thầy viết là viết 18C nhưng mà có 1C ở nhóm CO rồi thì cái gốc của nó còn lại là C17 thôi. Gốc no mà anh này này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Thì cái gốc cuối cùng của chúng ta ở đây Nó là C11 C11 H23 CO ba anh này cùng gắn vào glycerol Được chưa? Chúng ta chú ý cho thầy nhé Là gốc no Là CNH2N cộng 1 được chưa? Đấy, bên trên đã viết rồi đấy. Vậy thì câu A nó bảo chất này tồn tại ở trạng thái lỏng là sai. Cái chất béo này là ba gốc của nó đều là gốc no thì nó phải tồn tại ở trạng thái rắn. Được chưa? Câu A là sai. Câu B thì nó bảo em đó là thủy phân chất béo trên được hai axit béo khác nhau. Thầy vừa viết một thằng là C17H35, một thằng là C11H23, một thằng là C19H39, 3 ba axit béo khác nhau chứ phải hai câu b sai câu c trong phân tử axit béo trên có có gốc của hydrocarbon gốc hydrocarbon của stearic acid chính xác và công thức phân tử bây giờ ngồi đếm thôi trời ơi đếm mệt quá 19 với 17 là 36 36 với 11 là 47 47 cộng thêm 6C là C53 đúng H102 không nhé 39 cộng 35 cộng 23 39 cộng 35 là 74 74 cộng 23 là 99 99 cộng 5 104 Ủa trời cái này sai C53H104 và O6. Đúng nhỉ? Em kiểm tra lại này, hay thầy đếm bậy đấy. Thôi thầy thầy bỏ máy tính thì thầy bấm đi. 39 cộng 35 cộng 23 cộng 5. 102. Ui rồi, ôi con này đúng rồi. Đúng 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 đúng. H102. Trời ơi thầy 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 nhầm bậy. Tôi <laughs> nhất bỏ máy tính là máy tính. Rồi. Thầy có rồi ST của phenol mà. Ok, sai sai đúng đúng. Đấy chưa? Tôi đổi luôn lại nhé là C53H102 và O6. Đấy. Để thầy nhẩm lại này. 39 cộng 35 là 74. 74 cộng 23 là 97 đúng không? 97 cộng 5 là 102. Rồi. Vừa nãy không hiểu sao thầy ngơ thì tính là 104. Chốt lại của chúng ta là sai sai đúng đúng. Đấy các bạn trả lời rất tốt. Như bạn Lương Quỳnh Chi, Nguyễn Bảo, bạn Bin Bin, Trọng Nguyễn, Đức Khiêm, Trần Hoàng Kha, Bắc Phạm, Lâm Trúc, Tráng Hoàng, Nguyễn Huy, Tư Lương, Anh Tô, Trang Thủy, An Trần, Quỳnh Như, Huy Khoa, Nguyễn Hằng, Minh Tuấn, Dương Nguyễn, Tấn Phùng, Thanh Nhàn, Thế Anh Rồi, ok, tiếp tục Câu 20 Nào, câu 20 nó bảo em là nếu các gốc R1, R2, R3 giống nhau đều là C17H33 thì tên anh này là Chi Linh Olein là sai Trời ơi, lừa đúng một từ Phải là Chi Olein bỏ một chữ lin đi nhá câu a sai câu b nó bảo em đó là các gốc này thì số carbon của gốc là số lẻ chính xác chúng ta nhớ thầy axit béo thì có số chẵn carbon nhưng mà mình bớt đi một cái co ở đây thì nó còn số carbon của các gốc là phải là số lẻ để chưa câu này đúng câu c nếu các gốc này chỉ có liên kết đơn thì tồn tại thể lỏng ui ôi thể rắn liên kết đơn là no mà cái này sai này câu d nó bảo là các gốc này có mạch thẳng không phân nhánh chính xác đúng không Chúng ta nhớ là axit béo là monocarboxylic axit đúng không? Có mạch không phân nhánh, có số carbon chẵn. Đúng chưa? Lưu ý nhé. Câu 20 sai đúng, sai đúng. Đó, chữa cái phần này mệt lắm em ơi. Mỗi một câu này có 4 phát biểu. Ở đây cái tờ này của thầy mặc dù là 33 câu nhưng mà coi như là 33 x 4 là 132 câu khác nhau, được chưa? Bởi vì mỗi một phát biểu nó lại khác nhau một chút. Nên là chúng ta hiểu là cái bài này rất là dài nên là buổi hôm nay chữa 33 câu nó cực kỳ giá trị các em nhé Bởi vì trong một đề thi của bộ nó chỉ có 4 câu như thế này thôi 33 câu này nó tương đương như sấp xỉ là 8 đề thi đấy 8 đề thi mới có 33 câu này được chưa rồi câu 20 là sai đúng sai đúng tiếp tục thầy ơi lừa chính tả lừa chính tả gì thôi tiếp tục đi à lừa cái chữ Linh này gì Thôi kệ đi nhé tiếp tục sang thầy câu 21 21 là các bạn ơi em tưởng là đúng lừa chính ta cái gì em phải nói rõ nhé để thầy còn giải thích lại cho em nào mà có vấn đề gì thì cứ hỏi luôn nếu mà thầy đọc được comment thì giải thích luôn câu 21 à, gốc hydrocarbon của axit béo có thể no không no quá chuẩn đúng không ví dụ như sờ tay aric với lại palmitic là no còn oleic với linoleic là không no được chưa tiếp tục nó bảo em là formic acid với acetic là ví dụ axit béo là sai được chưa Tiếp tục, panmitic acid với stearic acid là các acid béo no. Đúng. Câu D nó bảo là oleic và lin oleic acid đều là axit béo không no chứa nối đôi dạng xít chuẩn. Chúng ta nhớ là thầy nói lại là cái này nối đôi ở vị trí số 9. Và anh này là, em ghi này số 9, tự hiểu nhé. Và dạng xít. Còn lin oleic nó có hai nối đôi. Được chưa? Xít và xít. Và ở vị trí số 9 với số 12. Chúng ta hình dung thầy trong mạch của nó. Được chưa? Câu D của mình là đúng. Chốt lại câu 21 là đúng sai đúng đúng Rồi Đúng sai không đúng Được chưa Câu này nhìn qua bạn đúng hết này Tiếp tục câu 22 Câu này mới châu bò Câu này mới châu bò Chúng ta nhìn thấy cái ester Ester này thì nó có gốc này đây Gốc này bây giờ thầy bảo các bạn này Chúng ta phải hiểu là một cái vòng Là có K bằng 1 Thêm một nối đôi Thì cái gốc này có K bằng 2 K bằng 2 thì em hình dung nó giống như ankin ấy. Ankin thì chúng ta phải hiểu là acetylen chẳng hạn là CNH2 n 2 Để chưa? Thế bây giờ cái gốc này nếu mà em ngồi em đếm cũng được thôi không thì em nhớ thôi, nó có hai nối đôi. Nếu mà no những cái vòng này là C6 này, no thì sẽ là C6H13 bởi vì là CNH2N cộng 1 là gốc no. Nhưng mà anh này có một vòng mà một nối đôi thì ứng với K bằng 2 tôi phải trừ đi 4 2 dần. Thì cái gốc này của mình nó sẽ là C6H9 thôi. Được chưa? Cái này cũng sẽ là C6H9. Đó. Thế bây giờ tôi đổi anh này ra công thức phân tử. Thầy nói lại này, gốc no sẽ là C6H13, CNHN cộng 1. Nhưng mà khi nó có một vòng và thêm một nối đôi thì tương đương như hai liên kết pi tương đương nhé. thầy chỉ nói là tương đương như hai liên kết pi thì mình phải trừ đi 4 nguyên tử hydrogen. Nên cái này sẽ là tương đương như C6H13 trừ đi 4 là tương đương như C6H9. Em không thích làm kiểu đó thì em có thể ngồi vẽ thủ công ra, từng C từng H ra một thì đếm. Thì bây giờ chúng ta sẽ đổi lại cho thầy là hai cái này đều là C6H9 này. Cộng thêm hai cái C này là C14. H của mình là 9 cộng 9 là 18 cộng với 2 nữa, thì nó mới có 20 thôi. Đúng không? Vậy thì câu A của mình là sai. Câu A người ta là sai. Phải đổi cho thầy thành C14H20. C14H20O2. Được chưa? X của chúng ta ở đây nó sẽ là C6H9 CONA. Y của chúng ta ở đây nó sẽ là C6H9 CH2OH. Được chưa? Thế bây giờ nó bảo là X là muối của carboxylic acid còn Y là ancol chuẩn. Chuẩn luôn. Cái này nhiều người nghĩ nó là phenol không phải đâu nhé. Cái này không phải phenol. OH đây nó gắn vào vòng benzen là mà phenol. Cái này cũng không phải là vòng benzen mà. Cái này là ancol. để chưa? Câu B của mình là đúng. Câu C thì nó bảo em là X là muối của carboxylic acid còn Y là ancol chuẩn, đúng không? Đấy, tiếp tục câu C nó bảo em là một mon x có thể cộng với hai mon brom bởi vì chúng ta đã thấy ngay là cái nối đôi này cộng đối với brom như bình thường anh này có hai nối đôi thì sẽ cộng được với hai brom câu c của chúng ta là đúng câu d của mình nó bảo các nguyên tử carbon và halogen trong vòng của t Xy nằm trên cùng mặt phẳng câu này sai em nhớ hộ thầy là nếu mà nó là vòng benzen thì đúng là nằm trên cùng một mặt phẳng nhưng mà những cái carbon này là no này thì nó không nằm trên mặt phẳng đâu mà sau này em nhớ lại thầy một cách rất đơn giản và máy móc thôi đó là nếu mà nối đôi á thì nó sẽ lai hóa sp2 là đồng phẳng nhưng mà nối đơn là lai hóa sp3 thì các nguyên tử nằm trên các đỉnh của hình tứ diện nối 3 thì nó sẽ là lai hóa sp thì cái này thì thực tế là kiến thức lớp 10 phần lai hóa thì chúng ta sẽ phải chủ động ôn lại hoặc không em chỉ cần nhớ máy móc đó là cái này thì là đồng phẳng này nhưng cái này nằm trên các đỉnh hình tứ diện này đúng không cái này của chúng ta là là nằm trên một đường thẳng các nguyên tử nằm trên một đường thẳng này còn sp2 là các nguyên tử nằm trên một các đỉnh của hình tam giác tam giác là mặt phẳng đấy cái này thì nói chung là kiến thức cũ nhưng mà chúng ta chỉ cần nhớ máy móc đó là muốn nó cùng trên một mặt phẳng đấy thì nó phải là benzen cơ còn anh này không phải benzen thì không phải nằm trên một mặt phẳng được được chưa mỗi một vị trí nó lại khác nhau nếu mà chúng ta học lai hóa thì anh này lai hóa sp3 anh này lai hóa sp2 được chưa Đấy, anh này cũng lai hóa sp3. Liên kết đơn thì chúng ta hiểu cái nguyên tử carbon trung tâm đấy là lai hóa sp3. Đây là kiến thức lớp 10 phần chuyên đề. Về cơ bản là đi thi đại học thì nó sẽ không thi chuyên đề. Nhưng cái ý D của chúng ta chúng ta hoàn toàn có thể hiểu được đó là nếu nó là vòng benzen thì các nguyên tử này mới nằm trên cùng một mặt phẳng, còn không thì không phải nhé yeah, câu này là sai đấy chưa? để chưa cái chuyện lai hóa thì mình bỏ qua không thi đâu với lại đa số các bạn là không học phần chuyên đề để chưa rồi câu số 22 chúng ta sẽ chọn cho thầy là đâu nhỉ? À, m x nhỏ m -Y à? à? À, à quên 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 x nhỏ y à? thì đây là x đây là y sorry vậy thì tôi đổi lại này là sai à, thầy không đọc x nhỏ y đấy ẩu chưa câu 22 ta đổi lại x nhỏ y thì x là cái alcohol còn y của chúng ta là carboxylic acid vậy thì tôi đổi chỗ hai này cho nhau được chưa sorry sorry đó là câu 22 chốt lại là sai sai đúng sai rồi sai sai đúng sai nhé yeah. thầy xin lỗi là thầy không đọc cái chỗ x nhỏ y thầy đẹp trai quá nên thầy có quyền sai đúng không tiếp tục câu số uh, câu 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 số bao nhiêu nhỉ câu số 23 mươi chưa có vấn đề gì không hỏi luôn đi bởi vì sao bởi vì là nhiều khi là thầy không thể đọc hết được nên là thầy rất mong các bạn phải comment để chúng ta cùng nhau xây dựng một bài giảng cho nó hiệu quả đúng không thầy không phải là thánh nhân không thể đọc đúng hết được đâu tiếp tục câu 23 ba nè etin salicylate, dễ quá salicylic acid nó là cái vòng này nó là c6h4 này anh này là coo c2h5 anh này là oh nhé cái oh này nó là phenol nhé chứ không phải là 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 alcohol đâu đây là phenol còn cái nhóm này của mình nó là nhóm ester như bình thường đó thế bây giờ nó hỏi em là phát biểu nào đúng thứ nhất nó bảo em đó là Thứ nhất nó bảo em là T có công thức là C9H18O3 Nào C của mình là 6 với 1 với 2 là C9 Đúng H5 cộng với 4 cộng với 1 Úi trời ơi H10 C9H10O3 Câu A là sai Câu B của mình là T 1 mon T phản ứng với 3 nAOH sai Anh này chỉ cộng với 2 nAOH thôi Nhá yeah. bởi vì cái nhóm chức ester này là ester bình thường Thì nó sẽ tạo thành là COO NA cái này thành ONA cộng C2H5OH và nước cộng với tỷ lệ 1:2 thôi. Cái này sai này. Câu B sai. Câu C nó bảo là thủy phân T trong môi trường axit được hai chất hữu cơ có cùng số nguyên tử hydrogen. Thế bây giờ thủy phân T này, T cộng với nước môi trường axit nhiệt độ thì chúng ta sẽ thấy ngay sản phẩm của mình nó sẽ là salicylic acid và C2H5OH. Thế bây giờ chúng ta thấy ngay là salicylic acid của mình thì nó sẽ có công thức là C6 à C7. C7H6O3 thì anh này có 6 hydrogen, anh này là C2H6O cũng có 6 hydrogen vậy thì câu C của mình là đúng. Câu C đúng, câu D của mình là T có liên kết hydrogen giữa OH với C nối đôi O. Thì cái này chúng ta chú ý cho thầy là đây chính là cái nguyên tắc của phản của liên kết hydrogen. Là hydrogen là gì? Là khi nó có nguyên tử Uh, cái liên kết OH này này được chưa là H đang liên kết với oxy có độ điện lớn thì lúc này là chúng ta nhớ thầy này nói lại một chút kiến thức lớp 10 là khi nào có liên kết halogen là khi H đang liên kết trực tiếp các nguyên tử như là flo này được chưa fluorine này oxygen này đấy hoặc là nitrogen những cái nguyên tử này, này là có khả năng tạo được liên kết halogen với thằng khác vậy thì ở đây là chuẩn nhé để cái liên kết halogen là giữa O với H đây này nhưng mà chúng ta không tiện chúng ta vẽ thôi chúng ta hiểu là OH đây có thể tạo liên kết halogen nội phân tử trong trường hợp này nên bài này chúng ta chọn ý D cũng là ý đúng Được chưa? Ý D đúng Ý D đúng em ơi Không phải sai đâu Chốt lại bài này là sai sai đúng đúng Sai sai đúng đúng Thầy có đọc được một số bạn trả lời tốt câu này Đó là bạn Trọng Nguyễn, Tư Lương, Thanh Nhàn, Bắc Phạm, Đức Khiêm, Lâm Trúc Đấy bạn Hoàng Kha, Thùy Dương, Nguyễn Huy Một số bạn nữa thì nhắc lại các bạn nhé khi nào có liên kết hydrogen là khi H đang liên kết trực tiếp với các nguyên tử như F này O này hoặc nitrogen này vậy thì những cái nguyên tử khác như O này thì nó có thể tạo liên kết hydrogen vào đây đúng chưa hoặc là nitrogen cũng thế cũng có thể tạo liên kết fluorine cũng có thể tạo liên kết thì trong cái công thức này người ta sau này em học liên cấp cao hơn đấy thì người ta gọi cái liên kết hydrogen trong trường này là nội phân tử được chưa giữa oxygen này với anh H ở đây này để cho chúng ta sẽ có một liên kết như vậy nhưng mà ở đây thì nó không tiện vẽ thôi Thì chúng ta sẽ chấp nhận là ý cuối cùng là ý đúng nhá yeah. Rồi câu 23 chúng ta chọn D à, Chọn 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 là sai sai đúng đúng Tiếp tục sang thầy câu 24 Thầy ơi ý C có 2 chỉ có 1 pi Ý C có 22 á Đâu Ý C câu 22 1 mon x à À từ 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 Thầy lại đọc thành chất T rồi. Đấy, may có bạn hỏi cái ý này. Thầy nói lại một chút là cái vòng benzen của chúng ta Cái vòng của chúng ta nó ở đây không phải vòng benzen nhé Nó có một nối đôi Thì nó cộng được với một brom thôi Cái này thầy xin lỗi này phải điều chỉnh lại này Câu này là sai Đúng rồi thầy cứ nghĩ là chất T Nó hỏi là chất T Thành ra nó hỏi chất X Thì câu này là sai Sửa đi Một em ơi Một mon hai dần à, Em học cao hơn một chút Thì em sẽ học về cái phần cyclone can ấy. Bây giờ chương trình phổ thông mới thì nó bỏ Khi nào nó mở vòng được Khi nó hình tam giác cơ, Hoặc hình vuông cơ còn ở đây nó là hình lục giác thì không mở vòng đâu, nó chỉ có một nối đôi thôi. Nó hỏi x đúng không nhỉ? Em ơi, thầy xin lỗi các bạn là nó hỏi x chứ nó không phải hỏi t, thầy cứ tưởng nó hỏi t. Nó hỏi t thì đúng là có hai nối đôi thì tác dụng với hai brom. Nhưng ở đây nó lại hỏi x. Sorry, tôi không đọc kỹ đề bài. Đấy. Câu này là tội thầy không đọc kỹ đề bài từ đầu luôn. Đấy là chữa nó bị sai. Sửa lại nhé Sai thì thầy nhận thôi. Sửa lại nào. Sai sai sai. Ok chưa? Câu tiếp tục là câu số 24. Câu 24 thì nó cho em về xà phòng. Đấy, thì chúng ta nhớ là xà phòng nó gồm có hai phần. Phần thứ nhất là cái phần A, á, nó là phần kỵ nước. Được chưa? Kỵ nước. Phần B là phần ưa nước. Thế bây giờ câu A của mình là sai này. Được chưa? Câu A sai. Câu B của chúng ta nó bảo là khi gì đây? Tên gọi của xà phòng trên là sodium palmitate. Chúng ta đếm thầy bao nhiêu C nhé. Uh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Chính xác là pan -min tích rồi Đúng không? Câu B của mình là đúng Câu C thì nó bảo em đó là Khi thay thế NA cộng hay K cộng vẫn xà phòng chính xác Xà phòng là muối sâu điểm hoặc potassium của axit béo Đấy chưa? Câu này đúng Khi hòa tan vào nước phần A có xu hướng quay ra ngoài Chính xác nhưng mà lại quay người lại thâm nhập vào nước lại sai trời ơi quay ra ngoài là không phải thâm nhập vào nước mà phải là phần b mới thâm nhập vào nước được chưa đấy phần b hướng vào chất bẩn là sai hướng vào nước cái này hướng vào chất bẩn đây này thâm nhập vào gạch thay chữ nước thay thành chữ chất bẩn được chưa ngược lại chứ em cái phần ưa nước ấy, thì nó sẽ có xu hướng quay vào nước hay hướng về nước hay thâm nhập vào nước còn cái phần kỵ nước ấy, nó lại ưa dầu thì nó lại thấm nhập vào chất bẩn. Được chưa? Nên câu D của mình là sai nhá. Chốt lại câu 24 là sai đúng đúng sai. Được chưa? Đó. Rồi, để các em chú ý hộ thầy là chúng ta phải đọc thật kỹ nhá. Chính thầy ở đây là nhiều khi thầy đọc không kỹ đâu. Bởi vì thầy chữa nhiều khi thầy chữa tương đối nhanh. Nên là các em phải comment là như vậy. Nếu mà chúng ta không comment là sau này là lại mất công thầy phải đính chính. Bởi vì là thầy là ở đây là cái phải hiểu là khu vực này có cả đèn này có màn hình này chữ nó rất bé nhiều khi không thể đọc hết được đâu để cho nên là chúng ta phải comment chỗ lại câu 24 là sai đúng đúng sai đấy thì hầu hết các bạn đều trả lời rất tốt như bạn thanh nhàn thế anh hồng quân chu nam bắc phạm minh tuấn lương quỳnh chi trọng nguyễn đinh khánh duy đặng huy hoàng bin bin ngô đức khiêm tư lương anh tô hoàng kha nguyên bình huỳnh vi trang thùy nguyễn huy trần như trần ngọc anh thư lâm trúc ok à cái cơ chế giặt rửa phải xem lại video đấy chúng ta chú ý hộ thầy là quay ra ngoài này cũng là sai này ra quay ra ngoài này phải là quay ra quay ra nước ấy không phải phần a này phải quay vào chất bẩn thực tế là cái ngôn ngữ nó đã dùng sai từ đầu rồi thầy nói luôn các bạn đây người ta hình dung thầy một cái xà phòng giống như kiểu một cái kẹo mút này này thì cái đầu cái kẹo mút nó là phần ưa nước thì nó sẽ thâm nhập vào nước đến lúc vào 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 trong dung dịch nhé và dung dịch thì cái phần ưa nước ấy, nó sẽ quay ra bên ngoài để chưa còn cái phần kỵ nước nó sẽ thâm nhập vào chất bẩn đó đây thầy giải thích các bạn cái cơ chế giặt rửa của nó đây này là cái phần này nó sẽ thâm nhập vào nước nước ở bên ngoài nhé còn cái cái phần kị nước ấy, nó thâm nhập vào chất bẩn và cái chất bẩn này thì tưởng tưởng tượng như kiểu là mình đang dẫm chân vào bùn đấy đầu của mình thì lại không dám vào bùn đúng không? đầu của mình hướng ra bên ngoài còn chân của mình dẫm vào bùn và xu thế của chúng ta là chúng ta phải tách ra khỏi cái lớp bùn đó nên khi mình nhấc chân lên thì lớp bùn nó sẽ bị kéo ra bên ngoài cùng nên là khi chúng ta cứ giẫm dẫm chân vào bùn người ta nhấc ra dẫm chân bùn nhấc ra hàng tỷ tỷ phân tử như vậy thì toàn bộ cái chất bẩn này nó sẽ được bị đánh tan và được rửa trôi bằng nước thì đấy là cái cơ chế thì chúng ta cứ hình dung cho thầy là phần ưa nước sẽ thâm nhập vào nước phần kỹ nước sẽ thâm nhập vào vết bẩn thế thôi câu 24 được chưa tiếp tục câu 25 thì thầy nhắc các bạn là xà phòng là muối sâu điểm hoặc potassium của axit béo được chưa còn cái axit này không phải axit béo nên anh số 4 phải xà phòng đó được chưa anh số 4 không phải xà phòng chỉ có anh số 2 anh số 3 là xà phòng anh này là xà phòng này anh này là chất giặt rửa chất giặt rửa tổng hợp chất rửa tổng hợp rồi câu a là có 4 chất có tính giặt rửa là sai có 3 chất thôi câu b nó bảo em là có hai chất được xếp vào chất rửa tổng hợp sai có một chất thấy chưa và đó chính là chất số 1 à, chất số 1 thuộc loại sâu điểm ankin sunfet rồi đây là sunfet này so 4 chính xác câu c đúng câu d của mình chất số 2, số 3 cùng cùng gốc axit béo đếm nhé đúng rồi nhìn phát biết ngay đúng không đúng vậy thì chốt lại câu 25 là sai sai đúng đúng được Rồi sang câu 26 Câu 26 thì nó cho thí nghiệm điều chế xà phòng Thì nó cho em là xà phòng hóa chất béo trong kiềm Thì thầy nhắc luôn các bạn là ở cái bước cuối cùng ấy Cho NACL nhé Cái này là lỗi chính tả đây là chữ L nhưng mà chữ Y nhé Cho NACL và để làm gì? Là để tách lấy xà phòng Tách lấy xà phòng Bởi vì sao? Bởi vì xà phòng là muối của axit béo nó ít tan trong NACL Được ra Đấy thì em ghi thầy là cái này là có tác dụng là tách lấy xà phòng tách lấy xà vòng hay là muối và axit béo đấy. Còn cho thêm nước cất để làm gì? Là cho thêm nước để làm gì đây? Là để để phản ứng xảy ra. Bởi vì nếu mà không có nước ấy thì hỗn hợp này sẽ bị cạn khô và phản ứng sẽ dừng lại. Em bây giờ câu này nó bảo là có thể thay thế mỡ bằng dầu đúng đúng chưa? Cái thứ hai nó bảo mục đích chính thêm nước cất để xúc tác là sai. Không có nước phản ứng sẽ dừng lại. được chưa? Câu B là sai. Câu C sau bước bao nó tách thành hai lớp phía trên chất rắn màu trắng Thì dưới chất lỏng đúng. Cái chất rắn màu trắng này chính là xà phòng này, này. Chất lỏng của mình đây chính là glycerol Vân vân thì Nước hoặc là H24 Hoặc là kiềm dư Đấy, chúng ta ghi thầy là glycerol nhé Vân vân Câu D là mình có thể thay bát xứ bằng song nhôm là sai Vì sao thay bằng song nhôm là sai Thì bởi vì em ghi thầy là vì nhôm phản ứng với NaOH Mà bây giờ chúng ta thấy ngay là bài này nó đun với kiềm này Kiềm 40% là kiềm đặc Điểm đặc này thì nó ăn mòn nhôm ngay nên là không thể thay bát sứ bằng cái nồi nhôm được đúng chưa câu này của mình là sai chốt lại câu 26 là đúng sai đúng sai đấy 26 đúng sai đúng sai các bạn cũng đúng gần như 100% tuyệt vời tiếp tục câu 27 cũng tương tự là ba cái bước này thì vẫn như câu 26 bây giờ nó bảo là sau khi tôi tách hết sâu điểm stearate ra khỏi hỗn hợp thì chất lỏng có khả năng hòa tan cua này là đúng nhưng mà màu tím là sai này màu xanh lam Glycerol cộng với CuOH này là tạo ra dung dịch màu xanh lam hay màu xanh thẫm. Câu A là sai. Câu B thì nó bảo em đó là sau bước 3 hỗn hợp tách thành hai lớp phía trên là chất rắn màu trắng phía dưới chất lỏng. Đúng. Tiếp theo nó bảo em là mục đích chính thêm nữa là để tăng tốc độ là sai, để tách lấy xà phòng, đúng không? Câu C là sai. Câu D sau bước 2 thu được hai lớp chất lỏng không tan vào nhau. Chúng ta lưu ý hộ thầy là sau bước 2 nhé thì nó sẽ tạo thành muối cộng với glycerol thì lúc này nó sẽ đồng nhất sản phẩm lúc này là đồng nhất được chưa khi tôi cho NaCl vào thì nó sẽ tách được xà phòng nổi lên đấy nên là ở bước hai của mình là chất lỏng đồng nhất là đúng nhưng mà nó bảo em là không hòa tan là sai chất lỏng này nó gồm có muối với lại hôn là tan được vào nhau và tan được vào nước nên là câu D của mình nó bảo là thu được hai lớp chất lỏng không tan là sai ở bước hai nó là dung dịch đồng nhất Đến bước 3 khi tôi cho NaCl vào, tôi mới tách được cái sản phẩm nổi lên bên trên. Còn trước đó nó là một cái dung dịch đồng nhất. Câu này là sai, được chưa? 27 là à, nó bảo là sau khi 2 chút được 2 lớp chất lỏng không hòa tan vào nhau là sai, được chưa? 27 chốt lại như vậy. Tiếp tục, câu số 28. Câu 28 thì nó cho em chi glycerin gồm có 1 mol glycerol sản phẩm này 2 mol palmitat và 1 mol oleat thì anh của chúng ta đây là C17H33CO này. Oleat nhé. À, một gốc oleat và hai gốc palmitat này. Palmitat là C15H31CO. Hai gốc là C15H31CO nữa này. Ba anh này cùng cắm vào glycerol. Đây đúng không? Chúng ta hoàn toàn thể đảo chỗ hai gốc này cho nhau thì anh này có hai công thức cấu tạo. À, câu A nó bảo X có một liên kết pi. Trời ơi, X của chúng ta nó phải có ở đây là 4 liên kết pi. Gồm có 3 liên kết pi ở nhóm chức và một liên kết pi nối đôi C nối đôi C ở O là X. Cái này ở O là X nhé Câu A của mình là sai Câu B có 3 cấu tạo là sai Chỉ có 2 cấu tạo thôi Để chưa Câu C nó bảo em là công thức phân tử là C55H102O6 Đếm nào 15 với 15 là 30 30 với 17 là 47 47 cộng với 6 là 53 cơ Câu C là sai Để chưa C53 H đếm luôn là 33 với lại 62 là 95 95 với lại 5 là H100 O6 Cái này thầy nhầm biết đúng không về cơ bản là thầy nhẩm đều đúng đấy nhưng mà thỉnh thoảng có những lúc nó bị đần đột xuất ấy nó nhẩm sai đấy câu d nó bảo một máy tác dụng tối đa một brom đúng bởi vì nó có một cái đôi ở cái thằng o lấy x ấy nó sẽ tác dụng với brom chính xác chốt lại câu 28 là sai 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 đúng 3 ba câu sai một câu đúng 28 hầu như các bạn đều trả lời rất tốt như bạn chu nam thanh nhàn nguyễn lê hồng quân dương nguyễn bắc phạm nguyễn huy rồi Dương Nguyễn Huỳnh Vi Đức Khiêm Tư Lương Trọng Nguyễn Minh Tuấn Lâm Trúc Bin Bin Thế Anh Hoàng Kha, Lương Quỳnh Chi. Rồi, tiếp tục các bạn. À bạn lưng bạn Thế Anh nhầm nhé, ý cuối cùng vẫn là ý đúng, để tra Thế anh lại chọn ý cuối lại sai. Xem lại. Câu 29. 29 thì thủy tinh hữu cơ là metin này, metacrylates. Đấy, câu A của mình là đúng. Câu B thì nó bảo em đó là metin metacrylates làm mất màu brom, chính xác vì con đối đối. Thủy phân hoàn toàn anh này thu được alcohol có khối lượng mol là 32 Chính xác, alcohol của chúng ta chính là metin alcohol là 32 Đúng Câu D, anh này tan trong nước kém hơn metin format Chúng ta chú ý hộ thầy là khi nó to hơn thì nó khó tan hơn Đấy, hai anh này đều không tạo được liên kết hydrogen với nước Nhưng mà anh này nó có kích thước lớn hơn Kích thước càng lớn thì càng khó tan Lớn thì suy ra thầy là khó tan Khó tan hơn để cho còn mê tin format là kích thước nhỏ kích thước và khối lượng nó nhỏ để chưa nên là ý đề của mình là đúng câu 29 tất cả đều đúng rồi câu này gần như tất cả các bạn đều trả lời tốt nhưng mà thầy có nhìn thấy một bạn bác phạm đúng nhỉ trả trả lời ý đề là sai xem lại nhá câu 30 tên gọi anh này là etin cơ acetat đúng không con này sai này nhiệt độ sôi X cao hơn butan đúng đấy bởi vì là cái này thứ nhất là nó có khối lượng và kích thước nó lớn hơn butan nó có c 5 c 4 h 8 có khối lượng mol có 58 đúng không còn c butan là c 4 h 10 đúng không nhỉ là có khối lượng mol là 58 này còn e ethyl là khối lượng mol 88 cơ kích thước của st chắc chắn là cao hơn rồi câu này là nó bảo cao hơn là đúng câu b đúng câu c nó bảo là cho x tác dụng với kiềm được sản phẩm là muối với alcohol này đúng Câu tiếp theo nó bảo thủy phân trong môi trường axit được hai chất Y với Z. À trong đó Y với NZ à. Y của mình là C2H5OH này. Z là acetic acid Từ Y có thể điều chế trực tiếp được Z quá chuẩn cộng với O2 xúc tác men giấm. Đúng không? Men giấm. Từ alcohol mà muốn chuyển thành axit chúng ta cộng với oxygen men giấm. Câu này cũng đúng luôn. Bài 30 tất cả đều đúng. Rồi, 30 tất cả đều đúng nhá. À thầy xin lỗi là sai đúng, đúng 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 chứ. Đây, tay thì biết là sai đây. 30 là sai, đúng đúng đúng. Méo hết cả mờ. Tiếp tục. Câu 31. 31 thì cái dấu hiệu này chính là của este nối rồi. Este nối là gì? Từ một chất thành ba chất số mặt bằng nhau, đúng không? Trong đó có hai chất này đều là muối này, quá đẹp luôn. Và nó bảo là đều có hai nguyên tử carbon. Đúng không? Este nối đây, hai carbon là CH3CO này. Hai carbon tiếp theo là HZ2CO này. Nối nốt thì C2H5. Đúng không? Đếm lại là C6H10 đúng. X1 là CH3CONA X2 là HOCH2CONA X3 là C2H5OH Ai mà chưa học S nối phải xem lại đi Thì mới theo được X1 là CH3CONA này Thì X4 là CH3COH này X2 là HOCH2CONA Cộng với HCL tôi thay cái đuôi CONA thành đuôi COH thôi Thì X4, X5 của mình là HOCH2COH X3 của mình là alcohol Mà cộng với CO thì nó biến thành ALD2 là CH3CHO Đúng chưa? Rồi, thế bây giờ phát biểu nào đúng? Thứ nhất, phân tử của X4 là 60, đúng, acetic axit là 60. X5 là hợp chất tạp chức, đúng, một chức alcohol, một chức acid. Alcohol và carboxylic acid. Đúng không? Hai chức của chúng ta như vậy. Tiếp tục, nó bảo em là X6 là acetic aldehyde chuẩn, đúng không? Phân tử của X2 có 2 nguyên tử oxygen. Trời ơi, cái này có 3 tử oxygen. Sai. Đúng, 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 sai. Đấy là câu 31. Những bạn nào làm được câu này thầy khẳng định các bạn nhé. Là các em còn giỏi hơn quá nhiều anh chị 2K6 cơ. Rất nhiều anh chị 2K6 sắp thi nhưng mà chưa chắc đã viết được bài tập ester nối đâu. Được chưa? Nhưng mà em yên tâm là thầy Trọng là một trong chuyên gia dạy ester nối hàng đầu. Nên là chúng ta chỉ cần tập trung học cái dấu hiệu của nó. Dấu hiệu là từ một chất thành ba chất có số mol bằng nhau này. Và đặc biệt chắc chắn nữa là hai chất có nhóm CO nữa à. bởi vì khi nó cộng với HCl thì chứng tỏ nó phải có cái nhóm CO nữa. À. Được chưa? Rồi, 31. Đúng, 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 sai. Ok, tiếp tục 32 32 thì là đề thi đại học năm ngoái Thì bây giờ tôi gọi là CXHIOZ Thì tôi có là X chia Y chia Z Bạn nào mà không nhớ kiến thức lớp 11 Phải xem lại phần trăm carbon phần 12 Phần trăm hydrogen phần 1 Phần trăm oxygen Phần 16 thay số này Bằng 40,68 phần 12 Chia cho 5,08 phần 1 Chia cho 54,24 phần 16 thay số luôn. Ta bấm là 40,28 chia 12 thì nó bằng 3,356 chia cho 5,08 chia cho anh cuối cùng. À, em nào lập hộ thầy công thương tử cái 54,24 chia 16 thì nó sẽ bằng là 3,39. Bấm lại là 40,68 phần 12. 40,68 chia 12. 3,39 chứ sao thầy bấm query quá thì 3,356 đây. 3,39. Rồi. 3,39 nhé. Thế bây giờ nếu mà chúng ta coi số 3,39 là 1 ấy thì ta lấy 5,08 mà chia cho 3,39 thì nó cỡ 1,5. Vậy thì em mà học toán học em sẽ thấy là 1 này chia 1,5 chia cho 1 thì cái này chưa phải số nguyên thì ta sẽ phải đổi thành 2 chia 3 chia cho 2. Đúng không? 2 chia 3 chia 2. Vậy thì anh này lại có m lớn bằng 118 đấy có m lớn bằng 118 anh này ta có thể đổi thành C2H3O2 tất cả n lần do đó chúng ta sẽ suy được có thể n nó bằng 2 vậy thì công thức phân tử là C4H6O4 được chưa C4H6O4 nhé yeah. uh, C4H6O4 nhưng mà dấu hiệu này từ một anh tạo thành ba anh ester nối được chưa ester nối thì chúng ta sẽ vẽ được cấu tạo duy nhất là HCO này HCOO nối CH2 nối COO CH3. Đó, thì X của mình nó là HCONA. Y nó sẽ là HOCH2 CONA. Còn Z của mình nó sẽ là CH3OH. Đúng chưa? F nhỏ hơn T thì đây là HCONA này. Anh này sẽ là HCOH giống bài trên đúng không? Đó. Anh này của chúng ta nó sẽ là HOCH2 và COH được chưa? ờ hoặc là lấy phần trăm nhân với m lớn chia phần tử khối cũng được. Tùy các bạn. Ờ chúng ta có thể lấy 40,68 nhân với m lớn là 118 chia cho 12 thì anh này của chúng ta là 4 ờ, 40,68 chia 100 là nhé. Nhân với khối lượng mol 118 chia 12. Ở ờ, đấy là 4 đúng không? Cách 2 thì chúng ta cũng có thể áp dụng được. Đây là cách 1. Cách 2 thì chúng ta có x bằng 40,68% này. Nhân 118 chia 12 thì bằng 4 này. Y thì cũng thế, ta lấy 5,08% nhân 118 chia cho 1 thì nó bằng 6. Được chưa? Đấy, và Z thì chúng ta sẽ lấy là 54,24% nhân 118 chia cho 16 nó cũng thế. Thì bằng 4. Thì tùy các bạn, các bạn thích áp dụng cách nào thì làm. Học ở lớp 11 thì có hai cách để lập đấy là gì nữa. Thế bây giờ nó bảo em là pháp biểu nào sau đây đúng? Thứ nhất là trong y số nguyên tử hydrogen bằng số nguyên tử oxygen. Y của chúng ta nó có 3 nguyên tử hydrogen và 3 oxygen câu A đúng. Câu B thì nó bảo em đó là T thuộc hợp chất đa chức. T á, T sẽ là đa chức được. T là tạp chức. Câu B là sai. Được chưa? Nó bảo đa chức là sai. Tiếp tục câu C. Câu C thì nó bảo em là nhiệt độ sôi của Z thấp hơn ethanol. Z của chúng ta là ancol methylic thì nó phải thấp hơn, chính xác. Được chưa? Tiếp theo nó bảo em là F không có khả năng trắng bạc. F là HCOH kìa, trắng bạc, đúng không? Không là sai, có. Nhá. Yeah. Vậy thì chốt lại là đúng sai đúng sai. Được chưa? Đấy là câu 32. Nào, nốt câu 33 nè. Xà phòng được điều chế bằng phản ứng xà phòng hóa. Câu A đun chất béo với dung dịch kiềm đặc được muối của axit béo thành phần chính của xà phòng và glycerol đấy câu a của chúng ta là đúng câu b nó bảo em là để tách lấy muối của axit béo người ta cho hcl bão hòa là sai cho nacl bão hòa vào hcl vào nó lại phản ứng với muối đi, thành axit à? phải cho nacl bão hòa vào bởi vì nacl nó nặng hơn về khối lượng riêng nó tan tốt hơn thì nó đẩy được cái xà phòng nổi lên trên câu b là sai câu c nó bảo em là muối và axit béo sau khi tách đem trộn được các phụ gia để ép thành xà phòng chính xác Dung dịch còn lại sau khi tách lấy và axit béo khả năng hòa tan được CO lần chính xác rồi. Dung dịch đấy chính là cái dung dịch còn lại chính là C3H5OH3 lần hòa tan được cua lần. Câu này đúng. Đúng sai đúng đúng. Để chưa Nào hỏi thật nhá. Bạn nào đúng hết 33 câu này không? Có bạn nào đúng hết 33 câu này không? Đấy. Vậy là chúng ta đã chữa xong 33 câu quá dài luôn. Chữa 33 câu này đau hết cả họng rồi mà. Thầy đã chữa mất một tiếng rưỡi rồi đấy. Em nhớ là một câu lý thuyết này nó bằng 4 câu khác cộng lại nên là người ta rất trọng tâm những cái câu kiểu như thế này. Dĩ nhiên là tờ của thầy đây toàn câu khó thôi. Hầu hết 33 câu này đều là câu khó. Trừ một vài câu gọi là dễ một chút như kiểu là cái câu số 30 hay câu số 29. Đúng không? Còn lại toàn là câu 9 10 điểm hết em ạ. Thầy nói luôn các bạn là cái tờ này của thầy nhá, hầu hết đều là câu nâng cao. Đấy, hầu hết đều là mức độ nâng cao, ít nhất là phải mức 8 điểm trở lên. Còn đa số trong đây toàn là bài tập 9 10 điểm thôi. để chưa? Có bạn nào mà đúng hết cả 33 câu thì của ao trình rồi. Đấy. Ngô Đức khi em sai một ý câu danh pháp, chứng tỏ cũng quá đẳng cấp rồi đấy. Rồi, trí công sai 10 câu. Bắc Phạm mất vài ba ý. Có ai đúng hết không? Thanh Nhàn sai một ý. Rồi. Mất ba ngón tay. <laughs> Gần như rất hiếm có người đúng hết được. Đúng nha. Rồi ok các em nhé. Vậy là hôm nay thầy trò ta đã chữa xong một cái tờ chủ đề ester lipid. Hiện nay là thầy đã dạy sang chương 2 gần xong rồi. Nhưng mà chúng ta vẫn hàng tuần vẫn ôn tập chương 1 các bạn chú ý hội thầy này. Mặc dù là mình học chương mới nhưng mà chúng ta vẫn ôn tập các chương cũ, được chưa? Nên là những bạn nào vào sau ấy không sợ bị chậm hơn các bạn đâu bởi vì hiện nay là các chương trong sách giáo khoa lớp 12 là nó không liên quan đến nhau. Nên là chúng ta có bị chậm chương 1 thì ta xem lại video bài giảng chương 1, còn chương 2, chương 3 ta tiếp tục ta học cùng các bạn để giờ bạn yên tâm là hàng tuần thầy sẽ cố gắng để duy trì những cái buổi để ôn tập lại kiến thức của các chương cũ giúp cho chúng ta học chương mới nhưng mà không quên chương cũ nên tại sao học sinh của thầy trọng đi thi lúc nào lý thuyết cũng rất tự tin bởi vì sao bởi vì là là thầy luôn luôn ôn lại cho các bạn ý. kể cả học đến chương 3, chương 4 nhưng mà vẫn có những bài giảng để ôn tập lại chương 1 nên chúng ta không sợ là chúng ta bị quên khi mình đã học quá nhiều đâu nên chúng ta chỉ cần cố gắng chăm chỉ hàng tuần à, học theo đúng lịch thầy đã ra thông báo đúng không tham gia các buổi thầy dạy như bình thường là chúng ta sẽ theo được Rồi à, hẹn gặp lại các em vào các buổi tiếp theo nhé Bye bye các em Bây giờ thầy phải à, vào thầy dạy các anh chị 2K6 buổi cuối cùng Chia tay các anh chị đây Bye bye các em